ít nhất là phải sang đến tuần thi đấu sau thì chúng ta mới có thể là chạm tới phiên bản 13.13. Còn bây giờ thì cái loạt cấm chọn cũng sẽ tương đối là dễ đoán mà thôi. Khi mà có thể là Vi hoặc là Poppy, Sejuani sẽ bị cấm đi từ bên phía của Brion này. Còn DK thì họ sẽ phải đưa ra sự lựa chọn là họ có muốn cấm đi con Tristana hay không. Thường thường thì bên phía đội đỏ sẽ hay cấm đi con Tristana, đề phòng bên phía đội xanh sẽ power pick cái vị tướng này. Tuy nhiên rằng là cảm tưởng như Karis cũng không phải là một người chơi quá là thuần về chơi dạng xạ thủ cho lắm, thì DK cũng có thể suy nghĩ. Để xem là cái quyết định đến từ bên phía Diplosia sẽ là gì với lựa chọn ban cuối cùng. Tôi nghĩ là Lập Lang sẽ là hiệu quả thôi. Một first pick khá là mạnh, nhưng còn đó những con Tony rừng rất là mạnh ở bên phía của Brion. Họ còn sở hữu Sejuani, Vi đều đang hở ra nha. Nhưng và cả Lập Lang nữa. Một trong ba con bài này sẽ là một trong ba con bài được lựa chọn đến từ Brion, hay họ sẽ có được cho mình một con Tristana xạ thủ ở khu vực đứng giữa dành cho Karis. Thực ra thì đây vẫn là một con bài hai đường. Trong cái khoảng thời gian trước thì Hena cũng rất là ưa thích sử dụng Tristana ở khu vực đứng dưới để bắt cặp cùng với những cái chất tướng hỗ trợ. Mà Dila còn thi đấu trong phần đội hình bên phía của Brion thì tôi rất là thích cái combo Tristana và Rakan của bộ đôi này. Liệu đây có phải là một sự lựa chọn mở để Brion họ hack não đi plus kia hay không? Nhưng DK thì họ sẽ có hai sự lựa chọn. Vi vẫn đang được hở ra và đây là con bài gần như là mạnh nhất ở trong vai trò đi rừng, có tồn tại sau khi Sejuani đã bị loại bỏ. Nhưng quyết định đến từ bên phía của DK là họ đầu tư vào về vai trò xạ thủ với một con Aphelios được lựa chọn sớm dành cho Def, và để xem cái quyết định với lựa chọn thứ hai khi mà bên kia đã lựa chọn Tristana rồi thì Showmaker sẽ chơi tướng gì đây. Hôm nay, ngày mai cùng với cả ngày kia nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau tri ân nốt phiên bản 13.12 với cái lượt power pick Aphelios. Tôi cũng không dám chắc được rằng khi mà bước sang phiên bản mới thì vị tướng mà Rito phải mất đến 2.000 năm để cân bằng như thế này có được ưu tiên nữa hay không, khi mà cánh trên đang dần mạnh hơn. Và ở thời điểm hiện tại thì Aphelios đang là một con tướng rất là mạnh, nằm trong tay của Dev để tương đối là nguy hiểm. Và các thành viên bên phía của Beyond họ phải đưa ra bài toán, và bài toán mà họ đưa ra là họ sẽ đẩy Tristana vào tay của Karis và kéo về cặp đôi Sayarakan dành cho Hena cùng Effort. Đầu tư cánh dưới đến từ Brion chứ không phải là cánh trên như các đội LCK ở thời điểm hiện tại. Họ muốn có được một đường dưới ổn định với Saya và Rakan, và thêm vào đó nữa là Tristana ở khu vực đứng giữa đã được khóa từ trước dành cho Karis. Thì lựa chọn đến từ bên phía của Diplosia sẽ là một con Rakan ở khu vực đứng trên dành cho Kana, một kéo chọn bù luôn dành cho Kana đối đầu với lại Morgan bên phía bên kia. Còn DK thì họ sẽ khóa lại bộ đôi xạ thủ của mình, xạ thủ và hỗ trợ của mình luôn với Aphelios và Rell dành cho Bible. Chất tướng mà cũng rất là tủ dành cho Bible. Chất tướng mở và có một cái khả năng, cái điểm mạnh nhất của Bible khiến cho anh ta thay thế được Kellyn. Tôi vẫn nghĩ là khả năng shot goal ở trong những cái tình huống giao tranh thì đây là điểm mạnh nhất, mà Bible cũng là một người rất là nói rất là nhiều ở trong những cái mind check của DK nữa. Thì để xem là ván đấu này sẽ được diễn tiến theo cái hướng như thế nào với cái sự lựa chọn xạ thủ và hỗ trợ từ sớm này đến từ cả hai bên. DK ban đi Maokai, Jax của Morgan và Amti, còn với Brion thì họ ban đi Jace từ giữa của Showmaker. Họ đang khóa đi cái mẫu tướng đấu sĩ ở khu vực đường đơn để đề phòng trường hợp là DK họ sẽ sử dụng con bài Maokai ở vị trí đi rừng, nhưng bản thân DK cũng cấm đi Maokai rồi. Vậy nên Brion cũng phải quyết định thay đổi ngay, họ sẽ không cấm thêm đấu sĩ nữa mà họ sẽ tôi chưa cần phải phân tích cái lượt cấm Lập Lang vội, mà đây là camera lia thẳng băng vào gương mặt của Showmaker, và lại là cái nụ cười ấy. Quốc tướng của Việt Nam chúng ta sẽ xuất hiện tại LCK trong tay của Showmaker. Thực sự là ấn tượng đến từ Showmaker. Anh ta chuẩn bị sinh nhật. Showmaker thì sinh năm 2000 đúng không nhỉ? Hôm nay thì là 23 tuổi. Sinh nhật 22 tuổi, chưa sinh nhật 23 tuổi đến từ Showmaker vào ngày mai. Thì ngày hôm nay sẽ là một con Yasuo được khóa lại dành cho Viking của Diplosia ở khu vực đứng giữa. Còn Brion thì họ sẽ có câu trả lời với một con Sante dành cho Ngài, con Sante dành cho Morgan ở khu vực đứng trên, và thêm vào đó nữa là một con bài đi rừng dành cho vị trí của Amti. Và quyết định của anh ta là Lilia quay trở lại ở trong vai trò đi rừng dành cho Jungle của Brion. Còn Diplosia, đây là combo thương hiệu của họ. Yasuo thì sẽ phải có Dyna, và Dyna được khóa lại trong tay của Kayden. Khóa vào cực kỳ nhanh từ bên phía của DK. Đây là một sự tự tin vô cùng là lớn tới từ đoàn quân của huấn luyện viên Akon. Họ đã có thể đảm bảo được nguồn sát thương hỗn hợp ở giai đoạn giữa của trận đấu. Với Dyna ở trong tay rồi thì không còn sợ là sát thương vật lý sẽ bị quá là nhiều nữa. Ngược lại bên phía của Brion, đây cũng là một sự lựa chọn mang thiên hướng đột biến tương đối là thú vị, khi mà Lilia thực chất là cũng chưa thực sự quá là được ưu tiên ở thời điểm hiện tại.
Nhưng mà Lyon cảm thấy rằng là nguồn sát thương vật lý của họ cũng đang bị nhiều và họ cũng muốn bổ sung thêm nguồn sát thương phép bằng con tướng Lilia này. Đây đúng thật là một cặp PO3 sẽ rất hấp dẫn của buổi chiều ngày hôm nay. Chưa đánh thì tôi đã thấy hấp dẫn rồi, chúng ta có rất nhiều con bài quay trở lại. Chúng ta có Lilia đi rừng trong tay của Amte và thậm chí bên phía của Diplerska còn trình lạc bộ đôi Dyna và Yasuo. Có thể gọi là một bộ đôi gọi là thất truyền ở trong cái giai đoạn vừa qua, không thấy sử dụng nữa tới từ Kanyan và Showmaker. Nhưng ngày hôm nay là một cái ván đấu mà DK họ muốn lấy lại sự tự tin sau trận thua 0-2 trước đó đối với KT Roster. Và họ vác Yasuo và Dyna để có thể quay ở trong ván thi đấu này. Những cái sự rất là thú vị, DK là một đội bắn pick rất là thú vị ở LCK nha. Họ thường xuyên có những cái lựa chọn rất là mới lạ và đi trước meta. Ví dụ như kiểu là Ivern của Kanyan ở trong những cái tuần thiếu trước, anh ta cũng là người mang Ivern đầu tiên vào với LCK. Thì để xem là với Dyna và Yasuo quay trở lại như thế này thì cái cách chơi của DK sẽ là như thế nào. Một đội hình giao tranh rất mạnh đến từ bên phía của Diplerska với cái khả năng combo nha. Bible sẽ gom người vào, Yasuo sẽ có chăn chối, Dyna cũng sẽ có những tình huống gom người và khả năng bắn đến từ Def ở tuyến sau cùng với khả năng càn lướt đến từ Kana nữa. Đấy là cách chơi của bên phía Diplerska. Còn với Brion thì họ sẽ cần phải có một chút thời gian để tăng tiến sức mạnh cùng Saya và Tristana, hai xạ thủ dành cho Brion ở ván thi đấu này. Vâng ạ, thưa các bạn giả, chúng ta hãy cùng nhau đến với ván thiếu đầu tiên của cặp PO3 giữa OK Swingbang Brion đối đầu với Diplerska trong giai đoạn lượt về của LCK mùa hè 2023 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt trên các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok cũng như là GG Live. Và chúng tôi bắt đầu từ ngày hôm nay đã cập nhật thêm một nền tảng nữa, đó chính là OnLive. Các bạn đừng quên hãy theo dõi LCK tiếng Việt trên OnLive để có thể nhận các phần quà hấp dẫn lên tới hàng triệu đồng mỗi trận đấu bằng việc là tương tác và trả lời các câu hỏi ở trên sóng livestream ở trên OnLive, và mức giải thưởng con số rất là khổng lồ, xấp xỉ là 400 triệu đồng thưa các bạn. Và đừng quên hãy để lại chúng tôi những sự ủng hộ cho ứng dụng mới này bằng việc là truy cập vào OnLive.vn hoặc là các bạn để tải ứng dụng ở trên các nền tảng iOS hoặc là Android. Nghe phần thưởng hấp dẫn lại lắm, có khi là mình thêm một tab nữa. Vừa bình luận rồi vừa gọi là có khi nào đó lại bỗng nhiên lại đổi đời. Đó là vui vẻ như vậy thôi, ở trong cái gọi là một phút quảng cáo đến từ bên phía của LCK tiếng Việt. Còn quay trở lại cái ván đấu này thì cái khả năng khởi đầu đến từ Amti thì anh ta sẽ ở bãi chim và hướng phòng rừng của mình với ba bãi cánh dưới và hướng lên cánh trên ở trong giai đoạn ban đầu. Còn ngược lại như vậy, đến từ Kanyan anh ta sẽ khởi đầu ở cánh trên và sau đó sẽ giật xuống cánh dưới để bảo hộ dành cho Def và Bible ở trong những cái phút giây ban đầu cùng cái khả năng đi đường của họ. Mà vừa nói về khả năng đi đường sau thì Def hụt hai con linh đánh gần ở trong cái quay đẩy vào vừa rồi đến từ Heyna và Edward. Cái áp lực ở cấp độ 1 tới từ cặp đôi Saya và Rakan là có, nhưng người lên hai trước là bộ đôi của DK. Họ ngay lập tức đứng trên lính để ép lui hoàn toàn Heyna và Edward bên phía bên kia. Cái khả năng trao đổi quãng ngắn của các thành viên bên phía DK sẽ là nhỉnh hơn, bởi vì ở giai đoạn đầu thì Def sẽ vừa có sải tay dài lại vừa có cả súng huyết tinh nữa. Vậy nên Effort cùng với cả Heyna sẽ buộc phải đánh lùi ở cái thời điểm hiện tại. Hơn nữa rằng là cái hiệu ứng khống chế gây ra được tới từ vị tướng Rell này cũng sẽ tương đối là khó chịu. Nó sẽ khiến cho Heyna cùng với Effort sẽ không thể nào có thể quá hổ báo được ở dạng đầu trận. Thì cái vòng rừng của Kanyan cũng là vòng rừng hướng xuống nửa dưới luôn, càng thêm có cơ sở để Def cùng với cả Bible sẽ tự tin đẩy cao, qua đó sẽ mở đường ra cho Kanyan để có được cho mình con cua dưới. Đồng ý, có thể sẽ là cái tình huống chia sẻ hạ cua đến từ cả hai người chơi đi rừng mà thôi. Còn ở các khu vực đường thì chúng ta đang thấy những cái kèo đấu có lợi hơn một chút dành cho bên phía Diplerska đứng dưới là cái áp lực đẩy. Bởi vì bộ đôi bên phía của Brion họ hiểu được cái vòng rừng của Kanyan và họ biết được cái vòng rừng của Amti khởi đầu như thế nào và anh ta sẽ hướng ra sao ở trong những phút giây ban đầu. Họ chơi an toàn là hợp lý và khả năng đẩy tốt hơn đến từ Def và Bible ở cánh dưới. Còn ở cánh trên này cũng đang là ưu thế về mặt thế lính một chút dành cho Kana. Anh ta đang liên tục có những tình huống tích nổ để gây sức ép cùng cho tướng Sante ở bên phía bên kia. Nhưng trong những tình huống chơi hit thì cảm giác là Morgan anh ta cũng đang là người làm tốt hơn nha. Những tình huống thần khí Antofo kết hợp với những đòn đánh tay có quyền năng bất diệt đang khiến cho cái ngưỡng máu của Kana ở một cái mức rất là báo động. Và Amti có thể đánh lên đường trên được. Nên nhớ rằng Lilia là một con bài không có khả năng vượt địa hình. Bạn sẽ cần phải di chuyển một cái quãng đường rất là xa nếu như muốn đi lòn qua tầm nhìn mà Kana đã đặt ra từ trước. Còn chúng ta đang được nhìn thấy thông số đến từ Yasuo và Dyna của T1, Honor và Faker lần gần nhất mà họ sử dụng đã là năm 2022 vào đúng mùa hè luôn, vào tháng 7.
376 ngày đúng không ạ? Khoảng gian rất là xa rồi, nhưng mà quay trở lại với cả nhịp độ của ván thi đấu này thì Canyon với cả Umti đang đụng độ nhau, và đây là Karis nhảy tới bắn rất đông với Canyon. Canyon tốc biến bỏ chạy, tốc biến theo dẫn từ Karis và chiến công đầu thuộc về Karis. Còn Tristana sẽ có hai bùa ở khu vực đường giữa, thế này là lại khổ cho Baker rồi. Đây là một cái hệ lụy và hiệu ứng cánh bướm được xảy ra ở trong cái tình huống vừa rồi, khi mà Karis là người đẩy đường tốt hơn so với lại Showmaker ở khu vực đường giữa với chất tướng Tristana so với Yasuo, và anh ta di chuyển vào trước với tình huống xâm lăng rừng đến từ vị trí của Amti và Kanyan. Mặc dù Kanyan đã dùng huống lướt E của mình để tránh được một pha vận cú W của Amti, nhưng vẫn là đủ sát thương đến từ bộ đôi bên phía của Rion, và bây giờ sẽ là một con Tristana như đã nói, hai bùa lợi ở khu vực đường giữa. Cái khả năng gây sức ép và khả năng đấu rỉa sẽ là cực kỳ được đẩy lên cao dành cho người giữa đường chơi đường giữa bên phía của Bjorn. Này là sẽ tương đối là khó khăn ở giai đoạn đầu trận một chút thôi, và hơn nữa thì các thành viên bên phía của Bjorn họ đã đẩy được cái tài nguyên tương đối là sớm dành cho một trong hai người chơi xạ thủ của mình. Ở khu vực nửa dưới các bản đồ thì mặc dù ở giai đoạn đầu trận Henna đã bị đẩy đường và phải farm sát trụ, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái chỉ số lính thì không bị thua thiệt quá là nhiều so với cả đẹp bên phía bên kia, thậm chí rằng là có phần nào đó nhỉnh hơn và đang có cả tín hiệu đẩy ngược lại nữa. Những phút đầu tiên của ván thi đấu, Brion họ đang xử lý kèo đi đường tương đối là tốt. Đồng ý. Những phút giây ban đầu thì Brion đang làm rất là ổn, và đặc biệt là vai trò đi rừng khi mà Amti rất là chủ động. Anh ta là người chủ động đi vào cắm một con bát từ trước đó ở vị trí của Kanyan, mà mặc dù đã có máy quét, Kanyan rất là tỉnh táo. Anh ta hiểu được rằng là cái sức ép ở khu vực đường giữa đang là tốt hơn đến từ Karis so với lại Showmaker. Nhưng dậm nhảy tên lửa giúp cho Karis có một cái khả năng tiếp cận rất tốt, và tốc biến kích bọc tung nổ Karis có được cho mình chiến công đầu, và quan trọng là anh ta cầm hai bùa để có thể gây thêm sức ép vào con Yasuo trong tay của Showmaker. DK vẫn sẽ cần phải chờ đợi những ngưỡng sức mạnh, ít nhất họ sẽ cần phải có cấp độ 6 ở gần như là toàn bộ vị trí để thực hiện những pha giao tranh. Điểm mạnh của Ipluskia là những tình huống combo phối hợp với nhau, với Suốt Kinh Hoàng, với Hắc Kim Thuật, hay những tình huống mà gom người đến từ Dyna và sau đó là sử dụng cú chăn chối ở vị trí của Showmaker. Mục tiêu ở trong những tình huống như vậy chắc chắn sẽ là hai xạ thủ bên phía của Brion. Nên nhớ rằng Karis đang là một con Tristana có được cho mình chiến công đầu, và anh ta đang cầm hai bùa. Quan trọng nữa là anh ta sẽ hướng lên cho mình giao điện static, và những cái tốc độ đẩy đường cao đến từ con Tristana nó sẽ khiến cho Yasuo rất là khó để có thể di chuyển hỗ trợ đồng đội trong những pha như vậy. Mặc dù là cái chỉ số lính của Karis và Showmaker đang là bằng nhau, nhưng rõ ràng là lượng kinh tế thì Brion đang vượt trội hơn rất là nhiều, tầm gần 1.000 vàng ở ngay phút thứ 6 này rồi. Và với cái tốc độ đẩy như thế này thì Karis sẽ rất thoải mái di chuyển, và với việc Karis có thể di chuyển được đang khiến cho Umti đè không cho Canyon farm dễ dàng ở trong chính phần rừng của mình luôn. Umti đang là người có được cho mình cấp 6 trước so với cả Canyon. Đây sẽ là một cái cơ sở để cho Umti có thể triển khai một tình huống ganh nào đó. Nhưng tuy nhiên, biết được điều đó, DK họ đang chủ động đánh nhùng lại ở cả ba đường luôn. Cả ba đường đều đứng sát trụ để farm. Hoàn toàn đồng ý thôi, bởi vì Dyna trong tay Canyon không tốc biến nữa, và khả năng tiếp cận sang các khu vực đường cánh là hơi khó dành cho người rừng bên phía của Diplosia. Và như đã nói thì sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian để tăng kinh nghiệm, nhất là như vậy cho Baker có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Anh ta còn tốc biến, dùng quét kiếm của mình khá tốt nhưng bị du ngủ rồi, bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy mà thôi. Tôi tin rằng Showmaker sẽ an toàn trong tình huống này. Ui, sát thương kìa. Sát thương rất lớn được tạo ra, và sát thương hỗn hợp đến từ Amti và Karis đẩy lui hoàn toàn đường giữa bên phía của DK. Tương đối là khó khăn ở thời điểm hiện tại, và cái nhịp này là nhịp mà Showmaker sẽ cần phải bấm biến trở về nhà, không có dịch chuyển, buộc phải đi bộ trở lại khu vực đường giữa mà thôi, và chắc chắn rằng sẽ phải hứng chịu một cái đợt lính rất là lớn bị đẩy vào. Và Karis cũng có cơ sở để ăn lớp giáp trụ nữa, nhưng mà không, Karis nói rằng là Karis sẽ biến trở về nhà ở cái nhịp này. Liệu rằng các thành viên bên phía của Brion họ có muốn chủ động tấn công ra khu vực hàng rồng hay không, khi mà đường giữa của họ đang có tương đối nhiều lợi thế, đường dưới bắt đầu đẩy ngược trở lại rồi, và Umti cũng đang có mặt ở khu vực nửa dưới bản đồ. Sự cân bằng ở vai trò đường trên của Kana đang là thứ duy nhất mà bên phía của Diplosia có được ở trong khoảng tầm 8 phút giây ban đầu. Đường dưới họ đang thua, đường giữa họ cũng thua về chỉ số lính, và đặc biệt là cái thế lợi đẩy lính nữa. Hanhena cũng như Edward bắt đầu có những cái dấu hiệu đẩy ngược trở lại so với bộ đôi Aphelios và Real bên phía bên kia. Câu trả lời đến từ Kanyan sau khi anh ta có được cấp độ 6, ngay tức áp sát vào một tình huống kiểm soát sứ giả, và cái nhịp di chuyển xuống cánh dưới của Amti đã bị đoán biết. Đây sẽ là sứ giả miễn phí dành cho DK. Các thành viên bên phía DK họ lại là người chủ động kiểm soát được cho mình cánh trên nhiều hơn. Trong khi đó thì các thành viên bên phía Brion họ sẽ trao đổi mục tiêu ngược trở lại bằng con rồng này. Xét về lâu về dài thì Brion họ sẽ có thể có được cho mình một cái mạch rồng tốt về giai đoạn giữa của ván thi đấu. Còn DK đây sẽ là cái cơ hội để họ có thể cố gắng cân bằng được lại cái lượng kinh tế mà họ đang bị thua thiệt so với cả Brion bên phía bên kia bằng việc thả con sứ giả ra. Và hơn nữa cũng sẽ là một cái cớ để họ tiếp tục đánh lệch lên cánh trên, khi mà chúng ta thường thấy rằng các đội tuyển ở LCK sẽ sử dụng hai con sứ giả để có thể ăn được cái trụ ở khu vực đường giữa. Đồng ý.
xem là Kane anh ta sẽ thả con sứ giả này ở khu vực đường nào, có thể sẽ là di chuyển hỗ trợ cho Schumacher để phần nào đó giảm tải đi cái sức ép mà anh ta đang phải hứng chịu trước con Tristana bên phía bên kia của Caris. Farm tốt hơn và với giao diện static thì cái khả năng farm đến từ Caris nó còn sẽ được đẩy mạnh hơn nữa cơ. Schumacher không còn từng gió nữa và anh ta bị dính rất nhiều sát thương tới từ pha dập điện tên lửa vừa rồi ở vị trí của Caris. Tốc độ dọn lính của Yasuo cũng là tương đối tốt. Tuy nhiên là cứ mỗi một lần đứng lên dọn lính mà phải bấm biến trở về nhà như thế này thì Schumacher e rằng sẽ là tương đối vất vả. Và cứ mỗi một lần trở về nhà tới từ Schumacher thì Caris lại có một nhịp để có thể tiếp tục tấn công vào cái trụ một khu vực đường giữa. Với nghĩa là con sứ giả của Canyon chưa được thả ra nhưng mà nhiều khi là cái trụ một đường giữa của DK mới là cái thứ bị phá hủy trước. Vì vì DK họ sẽ cần phải tập trung lại và dồn thêm những sự chú ý ra khu vực đường giữa để có thể hỗ trợ cho Schumacher. Chứ nếu như mất đi cái trụ đường giữa này từ sớm thì sẽ là một cái áp lực cực kỳ khủng khiếp nó đè lên đôi vai của Canyon. Cái thứ mà DK họ đang cần ở thời điểm hiện tại là cái cớ. Cái cớ để bạn bước vào một tình huống giao tranh 5 đánh 5 với đối phương với việc là họ sẽ sử dụng combo. Vừa rồi là anh Chắc dẫn lối đến từ Def và chúng ta có một chút lag. Và anh Chắc dẫn lối đã được sử dụng đến từ Def để đẩy lui cặp đôi Hena và Effort bên kia. Và Hena thì cũng không còn quá nhiều năng lượng nữa, quyết định của anh ta là bấm B về nhà. Và một lớp giáp trụ đã có dành cho xạ thủ của Diplosia, một chút gỡ gạc dành cho Def. Và anh ta vừa farm xong lưỡi hái ở trang bị khởi đầu. Về nhà cũng sẽ có được cho mình đủ tiền để mua bóc diệt thì quái rồi. Một cái lượng kinh tế chênh lệch nhỏ nhỏ giữa hai người chơi xạ thủ mà thôi. Đó chính là cái lớp giáp trụ ở khu vực người với cái bản đồ thì một mình Def là người ăn được. Đó, trở về nhà là cái giày bằng với cả Hena bên kia. Nhưng mà thêm được một cây dao găm nữa. Cái tốc độ để lên cho mình giày cùng nộ sẽ là nhanh hơn một xíu so với cả xạ thủ của Bjorn ở thế giới ta. Thì các thành viên bên phía của DK họ cũng sẽ có thể triển khai giao tranh ở khu vực đường dưới được rồi. Khi mà xạ thủ của họ cũng đang bắt đầu có tài nguyên. Tuy nhiên, Canyon đang có sự xuất hiện ở khu vực đường trên. Còn Morgan, vâng đúng thật ạ. Không biết là mắt của Morgan hay là máy của Morgan có gì hay không mà biết được rằng có Canyon ở đây luôn. Và Canyon vẫn quyết tâm là sẽ thả sứ giả ở đường trên để giúp cho Kana có thêm lượng kinh tế. À, kỳ quan sát à? Morgan biết được là đối phương đứng trong cái bụi đó chờ mình và anh ta đứng sát trụ luôn. Và chắc chắn là Canyon sẽ chỉ có thể có được một động thái thả sứ giả để giúp cho Kana lấy giáp trụ mà thôi. Còn ở khu vực này thì đang làm tình huống du ngủ rồi, xong Caris vào tầm có thể gây sát thương là Canyon gặp khó rồi. Anh ta có tốc biến nhưng cũng không tốc biến làm gì cả. Bởi vì hiểu rằng là cái tốc độ di chuyển đến từ Amti với một con Lilia là quá cao với nội tại. Điểm hạ gục dành cho người đi chơi rừng bên phía của Brion và Brion đang khai thác rất triệt để vào vị trí đi rừng của DK. Umti đang có một ngày thi đấu cũng tương đối là bay bổng ở trong cái cặp BO3 này, và cụ thể là trong 12 phút đầu tiên của cái cặp BO3 này. Đang khiến cho Canyon thực sự là vô cùng vất vả với hai lần lên bảng điểm số. Lần này thì chính bản thân Umti đã có được cho mình cái điểm hạ gục đó. Và Umti cũng đã phải mất tốc biến trong cái pha truy đuổi vừa rồi nhưng mà không sao cả. Vẫn đang khiến cho Umti có được một khoảng cách tương đối là xa về mặt trang bị ở thời điểm hiện tại so với cả Canyon. Và hoàn toàn là những cái bước di chuyển của Umti đang rất thoải mái so với cả người chơi đi rừng của DK. Tôi thấy những cái lựa chọn đặc biệt đến từ bên phía Diplosky thì nó chưa thể hiện được cái tầm ảnh hưởng nha. Tuy nhiên bị quan tâm rất là nhiều ở trong giai đoạn ban đầu khi mà Caris sẽ là người để đường tốt hơn so với Showmaker. Anh ta liên tục di chuyển với những tình huống hỗ trợ sát thương dành cho người đi rừng của mình để đánh thẳng vào vị trí yếu nhất mà DK đang sở hữu, đó là vai trò đi rừng. Tuy nhiên gần như là không thể nào mà di chuyển để có thể tấn công được. Anh ta liên tục là mục tiêu bị hỏi thăm. Đây, ra sông phá con mắt, gặp ngay Amti và tốc biến luôn đến từ Amti và có một tình huống khung du rừng thẳm. Như vậy là đủ rồi. Sát thương quá lớn được tạo ra và gần như là một pha solo kill tới từ Amti. Vâng, đúng thật là như vậy. Showmaker thì xin lỗi bạn là Caris cũng chỉ bồi thêm có một đòn bắn vào và bồi thêm một chút cái áp lực mà thôi, giúp cho Umti có được cái mạng đó ở khu vực bờ sông. Cũng có một chút tuyệt vời giữa các thành viên bên phía DK rằng là thời điểm đó không có còn sứ giả, chứ nếu không thì chắc chắn rằng Bion họ cũng sẽ khiến cho cái khoảng cách nó càng ngày càng trở nên lớn hơn nữa. Và bây giờ này chúng ta sẽ chuẩn bị có con rồng thứ hai là con rồng gió. Vậy là con rồng, cái linh hồn rồng ở trong cái bàn hiếu này có thể sẽ một linh hồn rồng tương đối là đẹp nha. Các thành viên của Bion họ đang có một nhịp rồng trước rồi, họ đã kết thúc giai đoạn đi đường của mình, đẩy xạ thủ ra khu vực đường giữa. Và với cái tốc độ đẩy của một con Tristana đã xong đào điện, đường dưới chắc chắn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của bên phía Bion. Thực sự đây là 14 phút ban đầu hay nhất của Brion ở trong tuần thi đấu này, không chính xác là 3-4 tuần thi đấu gần đây, thì đây là cái ván đấu mà họ xử lý kèo đối đầu và đối phương ở trong giai đoạn early game tốt nhất. Họ hoàn toàn là hẹp hẹp các thành viên bên phía Diplosia ở trong cái khoảng thời gian ban đầu với một cái khoảng cách gần 2.000 tiền đang có được ở thời điểm hiện tại của ván thi đấu đầu tiên này.
Lyon sẽ hướng tới con rồng cuối tố thứ hai. Thế về mặt kiểm soát tầm nhìn vẫn đang thuộc về họ. Mặc dù vậy thì DK cũng đã để lại được một con mắt vật tổ ở trước cửa hàng rồng và nó vẫn còn đang tồn tại. Chưa có máy quét hay là mắt kiểm soát được cắm đến từ bên phía của Lyon, và thông tin vẫn có tới từ cây điền. Ở đường dưới thì đang có tín hiệu đổi ca rồi. Showmaker sẽ là người đi cùng với cả Camden và đi cùng với cả Bible, và để cho Kana là người đẩy lẻ để có thể cố gắng để có thể phòng ngự thêm những cái đợt đẩy vào khu vực đường giữa. Qua đó nếu như mà có giao tranh nổ ra thì những cú R của Showmaker sẽ vào nhanh hơn. Và bây giờ thì Vion họ đang tấn công một con rồng này. Camden lao vào, Henna đã phải dùng cho mình chiêu cuối. Con rồng liệu rằng có bỏ hay không đến từ phía DK đây. Chưa vào được tới tự Camden, quyết định là sẽ bỏ rồng rồi lao vào hút hai người rất tốt. Chiêu cuối Showmaker lao thẳng vào. Có luôn anh chắn rất lớn, rất nhiều sát thương. Morgan đẩy ba người vào tường, nhưng sát thương của DK tạm thời đang là nhỉnh hơn chút xíu, nhưng đã có mạng dành cho Morgan rồi. Effort vẫn còn đang sống, Karis vẫn đang bắn cực kỳ thoải mái, Morgan vẫn còn đang sống. Và đây là Karis nhảy lên bắn tiếp. Karis có cho mình double kill trong pha này. Và Canyon đang cố gắng bỏ chạy. Karis lại nhảy lên thêm một lần nữa. Canyon đang bị focus và Morgan đang đứng che. Và Morgan che được cho Karis có thêm một điểm hạ gục nữa. Mặc dù sát thương đến từ bên phía của DK là tương đối nhiều, nhưng họ không có sát thương dứt điểm. Còn Brion 6-0 ở phút thứ 15. Họ có cao đến từ vị trí của Showmaker nữa. Còn Henna thì mặc dù là Kana đã làm rất tốt với việc dồn ào xạ thủ đầu tiên của xạ thủ thứ nhất bên phía của Brion, nhưng vẫn còn đó một xạ thủ thứ hai, đó là Karis. Bắn thoải mái đến từ Tristana của Karis, liên tục có được những điểm hạ gục. Anh ta có được cho mình cú double kill, một mạng cộng thêm dành cho Morgan để có được cú quét 4 người. Và rồng nguyên tố dành cho bên phía của Brion khởi đầu như trong mơ dành cho Brion ở ván thi đấu này. Vô cùng tuyệt vời ở ngay phút thứ 16 của ván thi đấu. 3.000 vàng chênh lệch dành cho Brion. Khoảng cách được nâng lên rất là sớm chỉ sau đúng một pha giao tranh vừa rồi. Và chúng ta thấy rằng là Karis đang thể hiện con Tristana này tốt đến mức độ như thế nào. Tưởng chừng như là cấm đi được Azir thì có thể sẽ làm khó được Karis, nhưng mà không. Karis nói rằng anh ta vẫn còn có thể carry được bằng những vị tướng khác. Và bây giờ thì khi mà cả hai xạ thủ của bên phía Brion đều đã có được cái lượng tài nguyên tôi nghĩ là ở dạng mức độ ổn định rồi, thì Brion họ sẽ không ngại va vào những tình huống giao tranh nữa. Con sứ giả thứ hai của ván thi đấu đã có mặt, và ngay lập tức là Brion đó họ đẩy luôn con Tristana của Karis lên trên để ép cho DK phải đưa một người ra phòng ngự. Qua đó họ tiến vào ăn sứ giả một cách tương đối là nhàn hạ. Vừa rồi là cú double kill dành cho Morgan luôn. Và ở phút thứ 77 thì DK đã được kích hoạt tiền thưởng mục tiêu sau khi họ mất gần như là tất cả mục tiêu trên bản đồ. Sứ giả 2 cũng sẽ thuộc về bên phía của Brion ở trong cái tình huống di chuyển vừa rồi. Và đây sẽ là pha thả sứ giả cầm lên đường trên để thả đến từ vị trí của Amti để giúp cho Henna cũng như Tristana của Karis có thêm lượng tài nguyên mà thôi. Henna thì đang tạm thời ở khu đường giữa. Như vậy sẽ là tình huống bấm B về nhà đến từ vị trí của Amti. Anh ta chưa vội vàng cầm con sứ giả để thả. Mục tiêu vẫn sẽ là khu vực đường giữa mà thôi, tôi tin là như vậy. Với một tình huống thả để giúp cho bên phía của Brion khai thông cái trụ này, tầm nhìn kiểm soát sang hai cánh sẽ được đảm bảo với những tình huống đẩy cao đến từ Morgan hay thậm chí là Karis ở khu vực đứng trên. Đang là một pha đứng dình đến từ cây điền. Nếu như dính một tình huống chiều cuối trăng mờ đến từ cây điền thì có thể sẽ là một cú combo tốt đến từ bộ đôi cây điền và Showmaker để shut down được Tristana, không còn tốc biến của Karis nữa, nhưng đang chơi một cách rất tỉnh táo. Ngoài cái việc tấn công tốt ra thì các thành viên bên phía của Brion như ở ván này như kiểu là họ sở hữu haki quan sát vậy. Sự rất tỉnh táo đến từ Morgan ở tình huống trước và tình huống này là đứng giữa Karis. Đầu tiên là Morgan, đúng không ạ? Morgan là có Sharingan, bây giờ là Karis lại Byakugan nữa. Rất là nhiều những cái đôi mắt khủng khiếp tới từ bên phía của Brion. Và bây giờ rồi, kéo Ulti lên để hỗ trợ một tình huống lao vào tới từ Showmaker, cố gắng hạ gục thành công thì chỉ Karis nhưng không được, mất rồi. Dịch chuyển tới từ Morgan. Và đây là Morgan tới chơi, người gặp nguy hiểm chứ là Showmaker. Effort đang chạy tới, tốc biến lao vào và chắc chắn là Showmaker sẽ phải nằm. Có vẻ như là sinh nhật không vui vẻ rồi. Showmaker ơi, Canyon sẽ là người đi theo. Cặp đôi mid rừng của DK họ bị khai thác quá khủng khiếp ở trong cái ván đấu đầu tiên này. Tôi thấy Brion ping vào cái bụi cỏ đó, họ biết rằng có người đang đứng rình mình và ngay lập tức Karis kêu Amti lên gành. Kêu Karis, chính xác là kêu Amti lên hồ để có thể hỗ trợ với một tình huống phản gành. Và Morgan đứng sẵn ở khu vực đường dưới với một tình huống dịch chuyển lên khu vực đường trên. Và anh ta cùng với là Efron hạ giáp thành công được Showmaker. Và Kanien thì cũng không dùng tốc biến làm gì cả, lên bảng điểm số với 8-0 dành cho Brion. Khởi đầu quá tuyệt vời của họ, và để xem là họ kết thúc ván đấu này như thế nào đây. Quả cầu tuyết nên bắt đầu được lăn dần dần được rồi. Tristana của Karis, thưa các bạn khán giả, phút thứ 19 của ván thi đấu, hai đồ lớn cộng với giày nâng cấp. Con Saya của Henna cũng đã chuẩn bị hoàn thành xong mình món đồ thứ hai rồi. Mặc dù là không phải là người được nhường có nhiều tài nguyên, nhưng mà cái tốc độ lên đồ của Henna vẫn là tương đối là ổn. Còn Dep, thôi nào, đừng run tay nhá. Có mỗi một con chim to thôi mà ăn mãi không được như vậy. DK đang rất cần sự tỏa sáng của Dep, bởi vì Ken nhìn vào Showmaker đang bị Brion họ bo góc quá là khủng khiếp.
Robert cứ bất lực thôi, đặt từng gió ra nhưng mà không đuổi được Karius. Rồi sau đó thì Morgan lên, ngay lập tức có pha tốc biến rất sức đánh tráng và bộ pháp thần tốc rất nhanh tới từ vị trí của Alfred vào mạng. Tiếp theo lại được nhường dành cho Karius 4-0 với một con Kristana ở trong giai đoạn ban đầu như này. Như đã nói thì là một cái khởi đầu gần như là hoàn hảo dành cho bên phía của Brion. Họ chỉ mất đúng một mục tiêu thôi, đó là con sứ giả khai đất đầu tiên của ván đấu. Có một chủ với tiền thưởng mục tiêu ở khu vực đứng dưới dành cho Kana, nhưng với sứ giả vừa rồi thì Brion đã có được cái trụ thứ hai trên toàn bản đồ, và đây sẽ là dòng nguyên tố 3 dành cho Brion để họ hướng tới linh hồn dòng nước ở trong bản đấu này. Cái nhịp đẩy ở khu vực đứng trên của Showmaker thì Morgan là người đứng rất là gần, nhưng mà Morgan không cần quan tâm bởi vì đây là quyết tâm của bên phía Brion, họ đổi trụ để có thể ăn được con dòng thứ 3. Và đây là hạt lăn lóc lao tới, nếu như mà dính một người Canyon thì sớm thôi là cái tốc biến nó cũng mất luôn đấy. Và khi mà không còn tốc biến nữa rồi thì Brion họ cũng sẽ có cơ sở để có thể ép vào con Baron này nếu như mà họ muốn, bởi vì sát thương của họ ở thời điểm hiện tại cũng là tương đối nhiều rồi. Cái đội hình bên phía của Diplosia thì họ nãy giờ họ chưa triển khai được cái combo của mình. Cái tình huống duy nhất mà họ chơi được combo là cái tình huống ở khu vực hang rồng với một pha hắc kim thuật và sút kinh hoàng đến từ Bible để tạo khoảng trống giúp cho Showmaker dùng chăn chối. Nhưng cái chăn chối nó không trúng vào các carry bên phía của Brion, nó trúng vào Morgan và Amti. Nó khiến cho cái độ hiệu quả nó không thực sự quá cao. DK vẫn cần một chút cái khoảng thời gian để họ hồi phục lại với cái lượng đồ của Showmaker hay thậm chí là cả Dev nữa, người vẫn đang có được một cái mạch farm tương đối là ổn. Và ở hướng ngược lại thì Brion với cái lợi thế này họ sẽ đánh rất là từ tốn mà thôi. Đội hình của họ là đội hình vẫn tăng tiến sức mạnh rất là tốt ở giai đoạn sau với hai xạ thủ, và dàn chắn thì cũng cực kỳ là cứng cáp. Và nãy giờ thì những cái tình huống mở hay là những cái tình huống phản công đến từ Morgan hay là Airfront nó vẫn đang đạt được một cái độ hiệu quả rất là cao. Và quan trọng là đã là ba dòng nguyên tố dành cho Brion rồi, nếu như họ có được cái hồi dòng nước Sante cầm dòng nước, tôi nghĩ rằng là Showmaker càng thêm ghét con tướng này mà thôi. Wow, League of Legends đúng không ạ? Thật sự là một cái vị tướng rất là khó hiểu ở phiên bản hiện tại. Chắc là sang phiên bản sau thì cũng tạm thời là theo như tôi theo tôi để ý thì cũng chưa có nhiều cái sự chỉnh sửa về cái vị tướng này lắm. Chắc tính cỡ tầm 200 đến 2000 năm nữa thì Vito mới cân bằng được. Rồi, còn quay trở lại với cả cái ván thi đấu này, tốc độ lên đồ của hai xạ thủ chính, hai xạ thủ chính của Beyond và DK đều đang làm khá là ngang bằng nhau. Nhưng nãy giờ là Dev không có sân để được chơi game, còn khi mà Henna bị khép góc thì vẫn còn có đó là cả Karius đứng bên cạnh để hỗ trợ nữa, với một con Tristana 404 KDA chuẩn bị có món đồ thứ ba ở trên người rồi. Cầm một cái đồng hồ nhỏ như thế này, khả năng phòng ngự sẽ là tương đối tốt, và chiêu cuối tung ra tới từ Umti. Nạn nhân là Canyon. Canyon đừng nằm xuống nha, con Baron đang có trước mặt các thành viên bên phía của Beyond, và Canyon về được, anh ta giữ được lại cái tốc biến của mình. Thực ra thì ở cái meta trước, cái meta mà Dyna và Yasuo có cái đất diễn rất là nhiều, chúng ta đã phân tích cái bộ đôi này rồi. Tức là Dyna là con tướng cần phải làm nhiều hơn Yasuo, và đó là con tướng mở đầu cho tất cả mọi thứ. Nhưng ở trong ván đấu này, Kenyan bị quan tâm quá nhiều và anh ta dính hạt là lóc, và đang bị một đốt máu rất đau với những tình huống đốt máu. Kenyan liệu có làm được gì hay không? Anh ta có tốc biến, và Baron đang ở một ngưỡng khoảng tầm 2000 máu. Quyết định của Brion là ngưng Baron, họ tấn công. Kana là mục tiêu bật thân, cá sấu bò chạy đến từ Kana. Đến từ Morgan, và cú Q3 vừa rồi không cho phép Canyon làm được bất cứ điều gì cả. Tốc biến qua đến từ Amti tìm kiếm đối phương. Góc này thì Bible một chấm máu lùi về. Điểm hạ khúc đã có dành cho Tristana, và đây là cú dịch chuyển chặn đầu đến từ Karius. Brion rất khát máu, và họ có được 9 mạng hạ gục ở phút thứ 23. Và đây sẽ là tình huống vào Baron tiếp, và thôi không có bất cứ lý do gì để họ buông bỏ con Baron này cả. Khi Canyon trắng cây máu, mất tốc biến, phải bấm bê về nhà, thì đây sẽ là Baron miễn phí dành cho bên phía của Brion mà thôi. Cái bên phía của DK họ vẫn đang muốn cố gắng để lao vào. Showmaker đang là người đi đầu nhưng đang bị bắn tương đối là đau, và Morgan đang che rất là tốt, và Showmaker nằm xuống rồi. Tốc biến lao vào tới từ người chơi hỗ trợ của bên phía Brion, nạn nhân đó chính là Dev. Dev dùng ánh sáng dẫn lối, đang cố gắng lui về, nhưng Dev đang gặp quá nhiều khó khăn bởi vì Dev không có tốc biến, và Dev nằm lại, mạng lại dành cho Karissa. Karis ăn quá nhiều trong cái trận đấu này, và Morgan là người ăn thêm cái mạng thứ 5 dành cho mình. 606 là KDA của Karis, 503 là KDA của Morgan. Ván đấu đang thật sự là rất trôi khỏi tầm tay của Diplosia rồi. Chúng ta nói rằng là DK họ có thể chơi được combo, nhưng bên phía của Brion không cho phép DK chơi combo. Họ tính toán, họ tấn công vào Canyon, họ ép máu của Canyon, và sau đó là một tình huống tràn ra. Mà hãy nhìn cái cách mà Sate trong tay của Morgan khóa hoàn toàn phần đội hình bên phía của DK. Một cú mở đường, một cú Q3 ba người và đẩy đối phương về. Canyon phải nhấn đồng hồ, Dev phải lướt cục phong linh lùi về. Thậm chí là như vậy, bên phía của Brion cũng không buông tha. Bible là người nằm xuống duy nhất trong tình huống giao tranh vừa rồi. Nhưng sau đó là thêm những điểm hạ gục, và con Baron đầu tiên ván đấu đã thuộc về bên phía của Brion. Nhìn Brion đánh như thế này ở trong cái ván đấu đầu tiên thì tôi chỉ hơi đáng tiếc cho họ là họ sẽ không có được perfect game thôi.
khi mà họ mất một con sứ giả, họ mất hai trụ. Quý. Còn lại thì gần như là cái màn trình diễn đang không có bất cứ một điều gì phải chê ở thời điểm hiện tại cả. DK đang thật sự rất là lạc lối. Họ không làm thế nào để có thể giao tranh ngược trở lại với cả đội hình hai xạ thủ của Bion được, bởi vì cái nguồn sát thương của Bion là quá khủng khiếp ở thời điểm hiện tại. Và với bùa lợi Baron, ngay ở cái 30 giây đầu tiên thôi đã là 4.500 vàng Baron Power Play rồi. Hai đường siêu cấp chuẩn bị có dành cho bên phía của Bion, và đúng là như Long nói, rất đáng tiếc dành cho bên phía của Bion khi họ mất con sứ giả đầu tiên, không thì đây sẽ là một perfect game. Chết tết đi thì tưởng là đội xanh là DK chứ không phải là là Bion nữa. Nhưng mà Bion thực sự có một ván đấu thực sự rất là thăng hoa, họ đang đánh một cách rất hay với đội đang đứng ở vị trí thứ tư ở thời điểm hiện tại của FCK. Và chuẩn bị sẽ là hai đường lính siêu cấp đẩy vào dành cho Morgan và đồng đội. Morgan đang dẫn lính ở khu vực đứng dưới, trong khi đó nhà lính đứng giữa đã có dành cho bốn thành viên còn lại. Và để xem là bên phía DK giao tranh thế nào đây. Anna có thể sẽ gặp nguy hiểm trong tình huống này khi bị Morgan bế. Dù kinh hoàng được đầu tư đến từ vị trí của bài bộ tường gió bắt buộc phải được tung ra đến từ vị trí của Showmaker mà thôi, nhưng vẫn là hai đường dành cho Brion. Họ rút lui nhẹ vay một chút, lấy linh hồn dòng nước, và sau đó tiếp tục sẽ là những tình huống đẩy vào khu vực đứng trên, nơi sẽ là đường lính siêu cấp cuối cùng ở trong ván này mà DK còn sở hữu. Vâng, hợp lý thôi ạ. Thì cỡ khoảng tầm chắc là đôi phút nữa thì ván thi đấu có thể kết thúc được rồi. Khi mà có được cho mình linh hồn dòng nước thì con tướng World League of Legends của Morgan sẽ càng trở nên cứng cáp hơn rất là nhiều. Ba món đồ chống chịu cộng thêm một cái bình thuốc biệt dược ở trên người nữa rồi. Thì cái pha giao tranh cuối cùng bên phía của DK, họ sẽ rất là khó để có thể đục qua được cái ngưỡng chống chịu của Morgan mà để tìm kiếm được những vị trí của Karis hay là Henna. Họ sẽ không thể giết được con sán thể này, chắc chắn luôn. Sát thương tầm này đến từ Dev, anh ta vừa mới có được cho mình thêm một cái cung xanh nữa. Nhưng xuyên giáp chắc chắn là vẫn sẽ là không đủ với từng tia đồ của Morgan, và thậm chí là anh ta còn có một cái dược phẩm cứng cáp nữa còn đang bỏ ngỏ ở trên người. Đây sẽ là được lính siêu cấp cuối cùng được đẩy vào đến từ bên phía của Brion, và chiến thắng nằm trong túi của họ rồi. Nhưng chắc là phải có khoảng tầm 3 cú quét sạch thì tôi mới tin rằng là DK có thể comeback được ván đấu này mất. Mặc dù là chúng ta vẫn nói rằng đội hình bên phía của Diplurskia là đội hình có khả năng sử dụng Ubu combo rất là mạnh với Rell, với Yasuo và đặc biệt là Dyna nữa. Nhưng trong tất cả những cái pha giao tranh thì Brion không để cho Kayden làm được bất cứ một điều gì cả. Họ cứ đánh thẳng vào mặt của Kayden thôi. Hết máu Dyna không thể vào được. Và để rồi thì bây giờ thì DK tan vỡ hoàn toàn. Họ không có bất cứ một cái sự phản kháng nào cả khi tầm nhìn hoàn toàn thuộc về tầm kiểm soát đến từ bên phía của Brion. Đường lính siêu cấp thứ 3 chuẩn bị được đẩy vào, và sẽ là một pha đẩy vào để end game đến từ bên phía của Brion, cũng chỉ là như vậy. Kết thúc Baron thì đó chính là Baron Power Play 5.500 vàng. Bây giờ thì khoảng cách đang là 10.000 vàng chênh lệch giữa cả hai đội tuyển. Và Showmaker thì gặp nguy hiểm trong pha này, một tình huống lao vào hút rất tốt tới từ bài bồn, nhưng như vậy là chưa đủ. Lao vào tới từ cả hai thành viên bên phía DK, nhưng sát thương của họ là quá yếu ớt. Họ đang cố gắng để có thể câu thêm chút thời gian, nhưng mà Karis vẫn nhảy ra được và Henna vẫn đang bắn rất thoải mái. Khi mà Karis bị focus thì vẫn còn đó Henna, và Morgan bật chiêu cuối lao thẳng vào và bế Dev lên bảng điểm số, mang về chiến thắng đầu tiên sau 28 phút thi đấu dành cho OK Sân Banh Brion. Henna giải khoảng tầm 2.000 lông vũ dưới sân với việc anh ta bắn từ đầu đến cuối. Morgan thì bế Dev và dứt điểm hoàn toàn với khả năng hủy diệt đến từ bên phía của Brion. Họ không mất bất cứ một mạng nào ở trong ván thi đấu này. Suýt chút nữa đã là một ván đấu hoàn hảo, và đây trông khuôn mặt không còn vui nữa rồi. Ăn đầu thì cười rất tươi, nhưng bây giờ thì không còn vui nữa đến từ Showmaker và đồng đội, khi họ biết rằng họ có thể thua ngày hôm nay trước một Brion đang rất thăng hoa. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay khi ván đấu thứ hai giữa hai đội được sẵn sàng bắt đầu. Khi mà Brion họ về bên phía đội đỏ thì họ sẽ là người chủ động cấm đi con Tristana rồi, không còn có cơ sở để có thể power pick vị tướng này nữa. Hơn nữa Showmaker cũng là một trong những người chơi khu vực đường giữa cũng có cái lối chơi tương đối đa dạng, cầm đấu sĩ cũng được, pháp sư cũng được, mà xạ thủ cũng khá là ok. Và Tristana thì cũng đang là một con tướng rất là mạnh ở trong phiên bản hiện tại. Thêm đó sẽ là LeBlanc, ba con tướng quen thuộc ở bên đội đỏ cấm đi mà thôi. Và DK thì họ đang có quyền power pick, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì họ sẽ lựa chọn Annie, Azir hay là vị tướng đi rừng đây, và sẽ là ưu tiên cho Showmaker. Như vậy sẽ làm con Annie ở khu vực đường giữa trong tay của Showmaker, khi anh ta đã bị tước đi cả LeBlanc và cả Tristana. Và thôi, không chơi đặc cầu hay là đặc dị hay là đặc biệt gì nữa. Và quyết định của bên phía của Brion, họ sẽ chơi con bài gì để đối đầu với Annie đứng giữa của Showmaker này. Bây giờ thì bên phía của Brion họ có thể lấy về luôn cho mình cặp đôi mid rừng hoặc là top rừng. Hay là ok, vậy là vẫn sẽ ưu tiên vị tướng xạ thủ ở bên phía đội đỏ thường lựa chọn, đó chính là con Aphelios dành cho Henna. Nhưng mà có một cái điểm đáng chú ý rằng là cái ván thiếu trước là một ván thi đấu mà cánh trên của Brion là người làm tốt nha.
Còn Henna đơn giản là chỉ thi đấu đúng với cả cái chất tướng của Sayam thôi, đánh an toàn ở khu vực đường dưới và vào trong giao tranh thì là cố gắng gây được sát thương và gây thêm những cái hiệu ứng khống chế cộng thêm và đảm bảo an toàn. Chứ không hẳn là một người chơi carry hạng nặng cho lắm, còn ván này thì Henna sẽ được đánh carry hạng nặng. Any dành cho Showmaker và thêm vào đó nữa là Lee Sin để phối hợp cùng với đường giữa của bên phía Diplosia và Rumble đứng trên trong tay của Kana nha. Còn hai sự lựa chọn đến từ bên phía của Brion thì họ đang hướng tới một bộ đôi có được một cái khả năng skill rất là mạnh với Aphelios và Azir. Và quyết định đến từ bên phía của Brion là họ vẫn sẽ chơi một đội hình mà thiên nhiều hơn về khả năng cuối trận. Họ có bổ sung một con Vi trong tay của Amti ở trong ván đấu này để tấn công ở trong giai đoạn ban đầu. Và một đội hình cảm giác là khá nóng ở nửa trên đến từ cả hai bên khi mà DK họ khóa lại rất là sớm những con bài cực kỳ là mạnh. Đặc biệt là ngưỡng cấp độ 6 khi mà Lee Sin, Annie và kết hợp với cả Rumble nữa là một cái combo phải nói là siêu mạnh dành cho bộ ba Kana, Kayn và Showmaker. Còn với Brion thì Aphelios, Azir là những lựa chọn khá là quen mắt rồi. Và ba đi Saya là hợp lý mà thôi. Saya và Rakan sẽ là một cái bộ đôi mà giúp cho bên phía của Diplosia cảm giác là họ sẽ đánh an toàn được ở cánh dưới để hướng lên ngửa trên với những tình huống tấn công từ sớm dành cho Kayn. DK thì họ ba đi Jax và có thể là ba đi Sante luôn. Ở thời điểm hiện tại thì bên phía của DK họ đang quan tâm nhiều lên khu vực nửa trên của bản đồ. Trong khi đó Brion thì đang nhắm thẳng vào vị trí của Dep. Ở thời điểm hiện tại thì những vị tướng còn năng mạnh ở phiên bản nó không còn nhiều nữa rồi, đặc biệt là ở vị trí xạ thủ. Bây giờ thì có thể sẽ phải sử dụng những cái mẫu tướng mà không được ưu tiên nhiều cho lắm. Ví dụ như là để chờ xem là Effort lấy về cho mình cái gì đã. Còn nếu như mà cảm giác như bên phía DK họ muốn chọn luôn cho mình cầm đường dưới thì Samira Rell cũng không phải là một sự lựa chọn quá tệ. Bible cũng là một người chơi có cái khả năng mở giao tranh tương đối là tốt với cái con Rell này. Ragas. Tôi nghĩ là Gragas là một lựa chọn rất là hợp lý để đối đầu cùng với lại chất tướng Rumble, một chất tướng mà bạn có khả năng chủ đường khá là tốt với nội tại, giàu khuyến mãi. Còn với DK thì khi gặp khó thì Aiken hỏi Def là ngày xưa chơi con gì nhỉ? Def trả lời là Zinc như còn cái gì nữa, và Zinc được khóa lại dành cho xạ thủ bên phía của Diplosia ván này, và thêm vào đó nữa là một con Leona, vẫn là một cái chất tướng mở và quen thuộc ở vị trí của Bible. Và để xem là với một đội hình tấn công rất là mạnh ở trong giai đoạn early game này thì DK có câu giờ được giúp cho Dep sành sao cùng chất tướng Zinc quen thuộc hay không. Còn với Brion thì họ sẽ chơi Rakan cộng Aphelios ở khu vực đường dưới để đối đầu với Zinc và Leona của đối phương. Một sự lựa chọn để giúp cho Effort tiếp tục có một con bài thuận tay nữa, một con bài có khả năng mở và áp sát rất là nhanh, cùng với đó là tả sứ vũ đột của Amti sẽ là hai cái bài lao vào tuyến đầu của Brion ở trong ván đấu này để như là khóa chặt ngòi đổ chính của Diplosia, đó là Dep. Để xem ván đấu này Dep có được chơi game hay không, là tôi đang nhìn thấy một cái dấu hiệu khá là khó để Dep có thể được chơi game với từng kia những cái thứ mà anh ta cần phải quan tâm. Anh ta cần phải quan tâm đến Gragas của Morgan với những tình huống lạc bục tốc biến, anh ta cần phải quan tâm đến Amti với cú đấm của Amti, anh ta cần phải quan tâm đến tất cả Rakan của Effort nữa, và chưa kể là phần trên thiên hạ đến từ chiêu Karis. Rất nhiều công cụ để Brion tấn công và xạ thủ chủ lực của Diplosia ở trong ván thi đấu này. Nhưng đừng quên rằng DK cũng là một đội hình rất mạnh ở cánh trên khi họ đang sở hữu cả Rumble, cả Lee Sin và cả Annie nữa. Và cái mục tiêu của DK ở trong ván đấu này là họ sẽ đánh nhanh và đánh mạnh ở khu đứng trên để phần nào đó giúp cho Dep có được một khoảng thời gian để tăng tiến sức mạnh ở nửa sau. Và cho đến giai đoạn giữa của ván thi đấu thì cái đội hình của bên phía DK cũng sẽ có thể được vận hành giống như đội hình của bên phía Brion nha. Tức là cả huấn luyện viên Akon cũng đều mang ra một cái bộ khung có khả năng mở giao tranh và băng bổ vào cực kỳ là khó chịu. Tức là hai xạ thủ ở trong cái ván thi đấu này gần như chắc chắn là sẽ rất là ít có khoảng trống được chơi game. Quan trọng rằng đội tuyển nào sẽ có thể bảo kê được xạ thủ của mình tốt hơn mà thôi. Thì giống như là ở cái ván thi đấu trước thì hai đội tuyển đánh lệch lên cánh trên, thì ván thi đấu này DK họ vẫn giữ quyết tâm là sẽ có cho mình cái nửa trên bản đồ mạnh. Còn ngược lại, Brion thì họ cũng có một chút thay đổi nhẹ nhẹ về giai đoạn đi đường, là họ sẽ cố gắng câu giờ để cho giữa ván đấu Henna kê được mà thôi. Còn lại thì về giai đoạn giữa và về giai đoạn nửa cuối, cái lối chơi của cả hai đội cũng sẽ tương đối là giống nhau, và tôi tin chắc rằng là cũng sẽ có những tình huống giao tranh lớn nổ ra. Ván đấu thứ hai tương đối là hấp dẫn ở trong cuộc đối đầu giữa bên phía của DK và OKCV Bank Brion được sẵn sàng bắt đầu với việc là hai đội chuyển bên, thì để xem là DK có thay đổi gì sau một ván đấu mà họ bị hoàn toàn hủy diệt bởi các thành viên bên phía của Brion hay không, hay sẽ là chiến thắng 2-0 trong ngày thi đấu hôm nay một cách rất bất ngờ mà Brion tạo ra với đối thủ được đánh giá là nhỉnh hơn họ tương đối ở thời điểm hiện tại. Đội hình thiên nhiều hơn về giai đoạn cuối trận đến từ bên phía của Brion khi họ đang sở hữu cả Azir và Aphelios, còn bên phía bên kia là chất tướng Zinx của Dep. Và sẽ cần phải có được cho mình một cái dàn chắn tốt, ít nhất là phải cần có thời gian để Dep tăng tiến sức mạnh.
với một cánh trên đang thực sự là khá ổn đến từ bên phía của Dybala ở ván đấu này. Vâng ạ, một cái cặp BO3 đang cực kỳ hấp dẫn, đang được phát sóng ở trên LCK tiếng Việt. Và bây giờ chúng tôi cũng đã cập nhật thêm một cái nền tảng mới, đó chính là online. Với những cái câu hỏi ở trên luồng sóng livestream, các bạn có thể tương tác để trả lời, nhận về cho mình những giải thưởng sau mỗi trận đấu. Xin nhấn mạnh là tổng giải thưởng từ bây giờ cho tới hết LCK mùa hè là tới xấp xỉ là 400 triệu đồng nha. Các bạn có thể truy cập vào online.vn hoặc là tải các ứng dụng về trên iOS hoặc là Android. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đổi đời một tí nhá. Một phút quảng cáo đã xong chưa anh Long? Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu sau một phút quảng cáo vừa rồi của LCK tiếng Việt. Một ván đấu mà thực ra thì Brion họ làm rất là tốt ở trong đoạn đi đường, và nó tạo ra một cái tiền đề rất là tốt để họ có được cho mình ván thắng ở cái đấu đầu tiên. Để xem vào đấu thứ hai này thì cái cách chơi đến từ bên phía của Brion họ có gì thay đổi, hay là họ có tiếp tục duy trì được cái sức ép đi đường của mình hay không. Tạm thời thì cánh dưới này thì cảm giác là sức ép đi đường đến từ cặp đôi Leona và Zing cũng là có, đến từ Dev và Bible chứ không phải là không. Cái lượng hiệu ứng đến từ Bible và đặc biệt là cái lượng sát thương đến từ một con Zing cầm nhiệt độ chết người thì Dev hoàn toàn có thể tấn công từ sớm được. Và bộ đôi bên phía của DK đang muốn thể hiện yếu tố này với cái vòng rừng hướng xuống cánh dưới đến từ cây nền, thì sự tự tin đến từ Dev và Bible là hoàn toàn có cơ sở. Ở cái giai đoạn cấp độ sớm như thế này thì cái mẫu tướng Rakan cũng sẽ không thể nào có thể cố gắng lao lên và trao đổi được, bởi vì khi mà đã lao vào rồi thì cũng không có nhiều cơ sở để có thể rút ngược ra mà không bị đổi lỗ máu. Bởi vì cái sức chống chịu của Rakan so với cả những con như kiểu là Rell hay là Leona tương đối là yếu ớt. Còn ở khu vực đường giữa thì lần này là Shoemaker rồi. Cái này là có tí cá nhân nha. Ván đấu đầu tiên Karis không cho Shoemaker chơi game. Ván đấu thứ hai Karis không được nhìn mặt lính luôn. Rất áp lực. Bây giờ thì câu chuyện là ngược lại rồi. Azir là một chất tướng đi đường rất là yếu ở trong giai đoạn ban đầu. Từ khi điều chỉnh sửa, Azir sẽ mạnh hơn ở giai đoạn giữa trận và giai đoạn sau. Nhưng ở giai đoạn ban đầu thì khả năng đi đường của Azir đã bị giảm đi rất là nhiều, đặc biệt là với một chất tướng đi đường mạnh như kiểu là ID của Shoemaker nữa. Đòn phủ đầu được kích hoạt liên tục đến từ Shoemaker và nó khiến cho cái ngưỡng máu của Akaris ở một cái gọi là cứ ngưỡng máu tử luôn rồi. Người ta bắt buộc phải bấm B về nhà và sử dụng dịch chuyển quay trở lại để có thể tiếp tục trụ đường cùng với lại chất tướng khó chịu ở đối phương ở bên kia. Còn ở cánh dưới này thì vẫn sẽ là những cái ưu thế dành cho cặp đôi Dev và Bible mà thôi, vì họ đang có được một cái giai đoạn khởi đầu tương đối tốt với vòng rừng đến từ vị trí của cây đèn. Và hai đường, thậm chí là cả ba đường của DK đều đang là được đẩy nha. Kana cũng đang có được cho mình một thế lính có lợi hơn so với Gragas của Morgan ở khu đường trên. Nó sẽ tạo ra những cái tình huống xâm lăng. Đây, Kanyan với pha di chuyển ra khu vực bãi chìm của đối phương để lại một con mắt. Sau đó vòng xuống cánh dưới với một cú hai cua. Tình huống khởi đầu rừng với hai bù lợn cua dành cho Kanyan. Cái tốc độ đi rừng của Kenji là tương đối nhanh, bởi vì người chơi đi rừng của DK còn đã bỏ lại cái bãi người đá nữa để cố gắng có thể hoàn thành được cho mình sớm cái vòng rừng đầu tiên, sau đó là có được hai cua luôn. Thậm chí rằng là bây giờ chủ huống muốn ép đi cái tốc biến tới từ Henna hay chăng đây. Người lao vào sẽ là Bible rồi, sát thương bắt đầu được nhồi vào. Henna vẫn đang giữ phép bổ trợ cho mình. Henna đã dùng thanh tẩy, đã tốc biến bỏ chạy, vẫn đang bị lao theo. Bible tốc biến ra khỏi nguồn sát thương, Kenji cũng đã bị mất tốc biến. Henna vẫn còn đang sống nhưng mà năng lượng của Dev không còn nữa rồi, vậy nên sát thương có thể sẽ bị hạn chế đi một chút. Và bây giờ Bible đang chờ từ cơ để lao vào. Người lao trước là Kenji. Kenji bị giữ chân lại, Kenji vẫn đang bị bắn ở trong trụ. Henna vẫn đang nỗ lực gây sát thương và chiến công đầu thuộc về Henna. Mạng dành cho Dev, double kill dành cho Dev. Một tình huống băng trụ hơi cồng kềnh nhưng mà DK ít nhất là họ cũng đã lấy về được tài nguyên dành cho xạ thủ của mình. DK rất dướn ở trong pha vừa rồi nha. Tôi đánh giá cái tình huống đai trụ của họ là rất mạo hiểm, bởi vì cái ngưỡng máu của Henna và Effort rất đủ đầy. Và đó là một pha 4 phép bổ trợ đến từ Henna và Effort, nhưng quyết định của DK vẫn là đai trụ. Và tính tổng ra thì họ vẫn thành công, bởi vì quan trọng là Dev có được cho mình cú double kill. Mặc dù là Henna cũng đã có được một mạng rỡ gạc và mạng đó là mạng chiến công đầu, nhưng bởi vì là cây nền di chuyển xuống và có cú double kill nên bây giờ vẫn sẽ là ưu thế ở cánh dưới dành cho bên phía của Dybala, tận dụng khoảng trống khi cây nền vừa nằm xuống. Amti có được cho mình một pha khởi động dòng nhưng ngay lập tức là người đi rừng bên phía của DK đọc được ý đồ của đối phương. Anh ta di chuyển tới cắm một con mắt vật tổ và bắt buộc phải buông bỏ đến từ Amti mà thôi. Tính tổng ra thì DK vẫn lời nha ở trong pha băng trụ vừa rồi. Vâng, vẫn là lời. Nếu mà xét về mặt kinh tế thì sẽ cỡ là khoảng tầm 800 vàng chênh lệch dành cho DK ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem lại tình huống replay cái pha băng trụ này. Người đầu tiên tăng trụ đó chính là Bible. Tốc biến né khỏi cái nhịp cuối cùng của trụ bắn. Canyon cũng kịp thời tốc biến né khỏi cái nhịp trụ bắn cuối cùng. Dev không có nhiều năng lượng với con Jinx ở chỉ mỗi cấp 3 mà thôi. Cũng có một phần hên dành cho DK rằng là cái nguồn sát thương đầu trận
của con Aphelios trong tay Henna không nhiều, và cái cặp súng đó là cặp súng tương đối là xấu, và Dep cũng đã có đủ khoảng trống để có thể xả xem sát thương lấy về cho mình hai điểm ở gục, chứ nếu không là sẽ tương đối là tai hại dành cho cặp đôi đường dưới của DK. Tôi pha vừa rồi thì Efrod cảm giác là anh ta hơi dướn, anh ta có tốc biến, anh ta vào hơi sâu trong pha vừa rồi. Đáng nhẽ anh ta nên đợi cho Vi của MTG chuyển xuống hay là Karis vòng sau với Asia thì nó sẽ là hợp lý hơn, thay vì việc là anh ta bơi vào ở trong một cái ngưỡng máu thấp như vậy và nằm xuống với hai mạng liên tục dành cho Dep nha. Ưu thế ở cánh dưới vẫn đang thuộc về bên phía của D+Kia, và tận dụng cái yếu tố này, cánh liền sẽ khởi động cho mình con rồng nguyên tố đầu tiên. Và khác với ván đấu đầu tiên rồi, không còn là những tình huống bỏ rồng đến từ cánh liền nữa, sẽ là rồng kiểm soát dành cho người đi rừng bên phía của D+Kia để anh ta hướng tới mục tiêu thứ hai. Khi mà 1 phút 20 giây nữa thì con sứ giả khai đứt nó sẽ được sinh ra. Còn ở cánh dưới này thì rõ ràng kể cả khi mà Edward có được tốc biến vẫn sẽ là ưu thế dành cho cặp đôi Zing và Leona trong tay của Dep và Bible mà thôi. Cái cơ sở để cho thành viên bên phía DK đánh lệch lên khu vực nửa trên bản đồ vẫn có nhá. Cái tốc độ đẩy của Kana là tương đối tốt, lúc nào cũng khiến cho Morgan phải farm sát trụ, thậm chí rằng vừa rồi là một cái nhịp trở về nhà dưới từ Morgan mà không có di chuyển luôn. Và rồi từ từ hãng nói đường trên, đường dưới lại có ý định muốn dive trụ tới từ Canyon. Lần này thì sẽ liệu rằng có sự áp lực nào tới từ Umti hay không, đây Umti vẫn đang ở khu vực nửa trên bản đồ, bắt đầu là tình huống lao vào, có hất tung lên, Bible đang là người tăng trụ, và đây là một tình huống mà cố gắng xả tiếp theo tới từ Dep. Dep bắn được nhưng không có mạng dành cho Dep, một mạng dành cho Bible với thiêu đốt và một mạng dành cho Canyon, nhưng mà rồi lần này đã ít công cánh hơn. 7 phút và Henna nằm xuống hai lần, đó là những gì mà bên phía của DK muốn ở trong tình huống đai trụ lần thứ hai vừa rồi. Họ hạ sát được vị trí của Henna hai lần liên tục và mất lính rất nhiều đến từ Henna nha. Anh ta đang có một cái chênh lệch lính là tầm khoảng 20 so với Dep, cộng với đó là một điểm hạ gục có hơn so với lại đối phương đến từ xạ thủ bên phía của D+Kia, và chưa kể là anh ta còn có hai điểm hỗ trợ nữa. Thì cái lượng tiền tổng rõ ràng Dep anh ta sẽ là người nhỉnh hơn. Ba mảnh của một cái móc diệt thủy quái đã được hình thành đến từ xạ thủ bên phía của D+Kia, và cái cách chơi xoay quanh Dep nó đang được định hình một cách rõ ràng đến từ DK, nuôi Dep một cách rất là trực quan, và tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp trợ nguồn sát thương ngay tức có thiên địch kiếm vào. Một tình huống đẩy vang về với trên phân trên thiên hạ tốt, bài bỏ bề bồ bị kẹt lại nhưng anh ta đi lon được một cái góc lòn, và pha phân chia thiên hạ vừa rồi không khiến cho bài bồ phải nằm xuống. Cũng có phần hên cho bài bồ trong pha vừa rồi, nhưng mà Karis bằng đúng thật là có một cái ngách rất là nhỏ giữa cái bức tường lính cát với cả cái bức tường ở trên bản đồ thôi, giúp cho bài bồ về được. Còn các thành viên bên phía của DK, xét về lối chơi thì họ đang thực hiện rất là đúng nha. Tức là Brion họ đưa ra cái bài toán rằng là họ sẽ để cho Henna là người đảm nhiệm cái trách nhiệm về nguồn sát thương ở giai đoạn giữa của bán đấu, mà Henna phải là người carry. Thì DK họ không cho phép Henna được chơi game ở ngay đầu trận luôn, chứ đừng nói gì đến việc là carry cả. Bây giờ tài nguyên không có, nằm xuống hai lần rồi, thua lính, thua mạng, thua tiền, thua lớp giáp trụ, thua kinh nghiệm và đường dưới rồi, coi như là vâng, xong rồi, xong dành cho bên phía của Brion mất rồi. Một ván đấu cái chiều hướng nó hoàn toàn là ngược lại so với ván đầu tiên. Bây giờ là DK dẫn trước 4-1 và họ đang có được cho mình hai mục tiêu lớn ở ngay thời điểm phút thứ 10 với một con rồng và một con sứ giả 202 đến từ Dep, và anh ta chuẩn bị hồi lại cho mình hai phép bổ trợ ở trong những phút giây sắp tới. Cầm cái thấu thị vũ trụ đến từ Henna nên là cái khoảng thời gian hồi lại cho mình tốc biến là sớm hơn một chút so với Dep, nhưng chắc chắn là sẽ không thể khai thác được ở trong tình huống này. Khi mà một mình đơn thương độc mã thì Henna cũng sẽ rất khó để làm một bất cứ một cái thứ gì đe dọa vào cái tính mạng xạ thủ bên phía của D+Kia. Leona đang di chuyển tới đến từ Bible, anh ta cũng đã hồi lại cho mình tốc biến, và thậm chí là cả cái miền cũng tương tự như vậy. Nhưng khi khó khăn thì MT lại tìm tới người bạn của mình, đó là Morgan, mà liệu để xem đây sẽ phải là một tình huống tấn công hay không này. Nhưng Canyon anh ta đại lại đi lòn rồi, anh ta lại đi lòn xuống khu vực đứng dưới và chuẩn bị sẽ làm tình huống tấn công, nhưng MT vừa rồi đấm hụt và Kana an toàn. Cái nhịp đẩy lính vào của Morgan cũng là không kịp thời để cho các thành viên bên phía của Bion tiếp cận. Còn ở đường dưới, tốc biến và thanh tẩy của Henna đã hồi lại. Nếu như mà có băng trụ xảy ra thì sẽ là một tình huống băng trụ cồng kềnh nữa, tôi tin chắc là như vậy. Hơn nữa thì Henna cũng đang có cho mình súng trọng trường cộng với cả anh chàng dẫn lối, vậy nên là bên phía DK họ không dám mạo hiểm lao vào, bởi vì rất có thể sẽ bị giữ chất lại ở trong trụ và để bị trụ bắn nhiều quá và bỏ lại mạng của mình. Và một tình huống giao tranh 50-50 như vậy thì không có cơ sở gì để có thể lao vào cả. Tạm thời thì cái nhịp độ của bàn thi đấu sẽ được kéo chậm lại một chút xíu mà thôi, nhưng mà qua 10 phút thì đã là khoảng tầm 3.500 vàng để cho thành viên phía DK rồi. Một chênh lệch khá lớn được D+Kia tạo ra so với lại bên phía của Rion ở trong giai đoạn ban đầu. Và Dep thì vẫn đang rất xanh ở khu vực đứng dưới, anh ta đang tạo ra với cách biệt lớn, cách biệt lính về mặt lính rất là lớn so với lại Henna bên phía kia. Sắp sửa là 30 chỉ số lính chênh lệch ở vị trí xạ thủ rồi. Shockmaker thì rất là khó chịu ở khu vực đứng giữa.
Anh ta cứ cố gấu là anh ta thả và nó khiến cho cái lượng máu của Karis đó, ta lia camera ra chúng ta thấy Karis chỉ còn khoảng tầm 1/3 cho đến 2/3 cái máu. Rất khó để Karis có thể tổ chức một tình huống tấn công cùng với lại Amti ở một cái khu vực đường nào đó. À, chất tướng Azir thì cũng là một chất tướng mà bạn cần phải ôm farm nữa. Khu vực đứng trên cũng là những cái sức ép đến từ Kana, mặc dù thì Morgan vẫn đang làm ổn ở khoản là anh ta giữ được một cái chênh lệch lính không quá lớn so với lại đối phương. Nhưng những cái sức ép về mặt đẩy đường nó khiến cho Morgan cũng không thể nào di chuyển sang các khu vực đường khác hay di chuyển ra khu vực đường giữa để gây áp lực vào một con Annie luôn đẩy cao ở vị trí của Showmaker cả. Thì cây đang thắng gần như là cả ba đường. Họ đang tạo ra một cái áp lực rất lớn trên toàn bản đồ, nó khiến cho những cái tình huống di chuyển đến từ cây niền nó trở nên rất đơn giản. Ở đây có thể sẽ là con rồng nguyên tố thứ hai hoàn toàn nằm trong túi của DK mà thôi. Ngoại trừ cái trường hợp là đây sẽ là con rồng gió thôi, thì các thành viên bên phía DK họ sẽ càng có cơ sở để đánh mạnh hơn nữa vào vị trí của Dep. Còn nếu không thì nếu mà rồng gió thì cũng ăn cũng được, mà bỏ thì cũng chẳng sao. Nhưng quan trọng là họ đang có nhịp rồng tốt rồi, họ cứ càng ngày càng kiểm soát được. Các thành viên bên phía Brion thì không có cơ sở để có thể di chuyển ra, mặc dù là Umti cũng đang vừa ở gần đây, nhưng mà đường giữa thì bị đẩy, đường dưới thì đang thua sút hơi nhiều. Vậy nên là Umti sẽ bấm biến trở về nhà và sẽ chuẩn bị reset cái vòng rừng của mình. Thậm chí rằng là Umti còn đang chạy xuống khu vực đường dưới để đề phòng trường hợp là nếu như mà ăn rồng xong mà Henna với cả Effort gặp nguy hiểm thì mình sẽ hỗ trợ luôn được. Dòng lửa là sẽ là linh hồn dòng ở trong ván đấu này đến từ bên phía của Plus Kia. Ui, Amti có pha tấn công rất nhanh, pháo trọng trừng cứ dồn thanh tẩy rất nhanh đến từ xa thủ DK và tốc biến. Đây sẽ là phản phản công đẹp có bạn. Và thôi xong, Amti có một pha tấn công bất ngờ, nhưng anh ta bất ngờ phải lấy bảng điểm số với mạng thứ 5 dành cho DK và mạng thứ 3 liên tục killing spree dành cho Dep. Tốc biến thanh tẩy về một vị trí rất là an toàn, và ở ngay phía trong thì là Bible với một con Leona bảo kê cực kỳ là uy tín, với cái lượng chống chịu mà cái vị tướng này có giúp cho Dep bắn rất thoải mái, và Dep có cho mình điểm ở cục thứ 3 trong ván thiếu này rồi. Cái tốc độ tăng tiến sức mạnh của Dep sẽ còn càng khủng khiếp hơn trong khoảng gian sắp tới. Hoàn thành được cho mình lợi hái, có được một lớp đất trụ ở khu vực đường dưới. 302 đang là KDA farm nhỉnh hơn Henna tới gần 30 chỉ số lính. Carry hạng nặng của Brion thì đang mất tích, còn carry hạng nặng của DK thì đang quá xanh. Rõ ràng là DK họ chuyển về cái lối chơi rất là quen thuộc thì vẫn đang là những cái sự áp đảo so với bên phía bên kia, đó là Brion. Morgan thì chưa kịp làm gì cả thì đường dưới của anh ta đã rất nát rồi. Ván này thì là một ván đấu rất khó khăn dành cho các thành viên bên phía của Brion, khi mà pha vừa rồi Amti cố gắng gỡ gạc với một tình huống tổ chức tấn công nhanh, pháo trọng trường cũng đã được sử dụng đến từ anh Henna với anh chàng dẫn lối, nhưng sát thương là không đủ với tình huống thanh tẩy quá nhanh. Đẹp xử lý pha vừa rồi, một cú thanh tẩy tốc biến phải nói là trên cả tuyệt vời để giúp cho bản thân của anh ta đứng ở một cái cự ly an toàn, gây thêm sát thương và có được cho mình mạng thứ ba với một con dinh 3-0. Thì DK đang nắm một cái lợi thế quá lớn ở ván thi đấu này rồi. Các thành viên DK họ cũng sẽ kết thúc luôn cái giai đoạn đi đường của mình, bởi vì mục tiêu tiếp theo mà họ hướng tới sẽ là con sứ giả này. Họ đẩy Dep cùng với cả Bible lên khu vực đứng giữa, với cái tốc độ đẩy của Kana sẽ giúp cho DK có hai đường ở khu vực nửa trên, có được nhiều cái khoảng thời gian để di chuyển ra bờ sông hơn, giúp cho Canyon kiểm soát được cái mục tiêu tiếp theo này. Cái quan trọng rằng là các thành viên bên phía của Brion liệu rằng họ có cơ sở để có thể bỏ hay không đây. Khi mà nếu như mà mất đi con sứ giả này thì cũng rất dễ là cái trụ ở khu vực đường giữa sẽ bị phá hủy. 5-1 dành cho bên phía Diplosia. Sức ép rất lớn được họ tạo ra ở trong ván thi đấu này, với khoảng cách gần 4.000 mà họ tạo ra ở phút thứ 15 với hai con rồng nguyên tố. 20 giây nữa với con sứ giả khai đất thứ hai, và tôi tin rằng nó cũng sẽ là đồ trong túi của Diplosia mà thôi. 2 phút 40 giây nữa với con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu, nơi mà Brion tôi nghĩ rằng họ sẽ không thể buông bỏ được. Linh hồn rồng lửa với một con dinh xanh sao như thế này thì để cho Dep có được bộ lợi này thì gần như là dấu chấm hết dành cho bên phía của Brion ở ván thi đấu thứ hai này. Brion sẽ cần phải tăng tiến sức mạnh một cách nhanh nhất có thể. Hên Karis cần phải xong cho mình trang bị đầu tiên. Henna cũng đã hoàn thành xong cho mình cung phong linh, và Morgan cần phải xuống để hỗ trợ đồng đội ở trong một cái pha giao tranh ở nửa dưới quả đồ ở 2 phút 15 giây nữa, và để xem là cái cách triển khai đến từ bên phía của DK và Brion sẽ là như thế nào ở tình huống giao tranh dòng. Còn đây chúng ta cùng nhìn lại pha thanh tẩy siêu nhanh đến từ Dep. Wow, né ra hết tất cả mọi hiệu ứng khống chế luôn, bắn ngược trở lại với nguồn sát thương khủng khiếp với cái ngưỡng trang bị mà Dep có trong cái thời điểm đó. Còn bây giờ rồi, cái sự chú ý sẽ là nằm ở con sứ giả. Cái tốc độ lên đồ của Karis đang bị tương đối chậm nhịp một chút so với cả Showmaker, bởi vì là Karis phải lên cho mình cái dây thủy ngân khá là sớm, ngăn chặn những pha đẩy đường cấu máu của người chơi đường giữa bên phía DK. Bây giờ thì mới có món trang bị lớn đầu tiên của Karis, đó chính là cái vương miện, nhưng mà Showmaker cũng đang cầm một cái lượng kinh tế kha khá trên người rồi. Chắc chắn rằng là sẽ có một cái nhịp tranh đồ nhẹ giữa hai người chơi đường giữa, và cái khả năng giao tranh thì đương nhiên là sẽ lệch hơn về phía DK. Con sứ giả này có thể sẽ chắc chắn được thả khu vực đường giữa. DK vẫn đang là đội có được ưu thế với việc là họ dồn được hết tài nguyên dành cho xạ thủ mình. Dep đang rất xanh ở ván thi đấu này.
và để xem cái cách đánh xoay quanh dép của Di Plusia có được triển khai một cách mạch lạc ở trong những cái phút giây tiếp theo hay không đây. Tạm thời thì sẽ là ngưng lại ở một chút ở khu vực nửa trên của bản đồ khi mà toàn bộ tài nguyên và sự chú ý của hai đội sẽ nằm xuống nửa dưới. Một phút nữa thôi thì con rồng quái tố thứ ba của bản đấu sẽ xuất hiện. Và trước đó đã là một tình huống rào trước, phía trước đó đầu đến từ Amti, có thể coi là như vậy, anh ta kiểm soát được con cua ở nửa dưới để phần nào đó có thêm thông tin và giảm tải cái sức ép ở cánh dưới này của Brion trước các thành viên bên phía của Diplosia. Một nhịp đầy ở cánh trên đến từ Showmaker, anh ta là người có dịch chuyển và chuẩn bị sẽ là một nhịp bấm bê về nhà để chuẩn bị hướng ra con rồng quái tố tiếp theo của bản đấu này. Nếu như mà dịch chuyển thì Showmaker sẽ cần phải chọn vị trí đẹp để có thể dịch chuyển nha. Gragas là con tướng có rất nhiều chiêu thức để có thể ngăn cản được những cái pha dịch chuyển. Các thành viên bên phía của DK họ cũng sẽ cần phải chú ý tới cái nhịp đẩy nữa, tại vì là ở khu vực đường dưới họ đang không có bất cứ một lượng tầm nhìn nào đáng kể ở khu vực bờ sông cả. Tất cả những con mắt được cắm ra đầu đều đang là màu đỏ khi mà Henna có được một cái nhịp đẩy rất là mạnh và đã ăn được cho mình cái công trình đầu tiên trên toàn bản đồ rồi nha. Tài nguyên của bên phía Beyond cũng đang được nhường cho khá đúng người, đó chính là người chơi carry con Aphelios của Henna. Dòng nguyên tố thứ ba của bản đấu chuẩn bị xuất hiện. Và đây sẽ là thời điểm mà cả DK cũng như là bên phía của Brion sẽ cần phải tập trung một cách tối đa, đặc biệt là bên phía của Brion nếu như họ muốn có cơ hội ở ván thi đấu này. Họ sẽ cần phải kiểm soát được con rồng nguyên tố, ít nhất là như vậy, để câu thêm thời gian dành cho Azir và Aphelios của Henna để tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau. Nhưng thời điểm hiện tại là một cái ngưỡng đồ ép bắn rất đau nhá. Thậm chí là Dev anh ta còn mua sớm cho mình một cái đồng hồ ngưng động nhá, để sẵn sàng với một tình huống giao tranh nếu như anh ta là mục tiêu được chọn bởi tả sư hưu đột của Amti hay những pha đẩy về với thủ diệu nổ ở vị trí của Morgan. Để xem là cái pha tổ chức ăn rồng này đến từ hai bên sẽ được diễn ra theo cái chiều hướng như thế nào khi Brion đang là đội có được ưu thế về mặt tầm nhìn. Chúng ta thấy được rất là nhiều những con mắt được cắm đến từ bên phía của Brion, nhưng vừa rồi là cú sóc bơm không có vùi cước lao theo đến từ vị trí của cây nhân khi đứng bên cạnh của Henna là Morgan. Brion họ không thể nào đánh lệch từ dưới đánh lên được, bởi vì trên người Canyon cầm con sứ giả đó. Nếu như mà không có nhịp phòng ngự thì cái trụ một đường giữa sẽ thuộc về bên phía DK. Và khi đó thì DK họ sẽ di chuyển ra khu vực hang rồng dễ hơn rất là nhiều. Nhưng với con sứ giả này và với một đợt lính, Brion họ cũng không thể phòng ngự nổi. Và bỏ trụ, liệu rằng có bỏ luôn cả rồng hay không đây? Đang có hưng phấn tới từ Dev lao lên tấn công một người Karis vẫn lui về được. Những cái đòn bắn của Dev đang chỉ bắn vào những cái lớp giáp của bên phía Brion mà thôi. Nhưng nhịp di chuyển này của Brion thì họ đã bị hớ mất rồi. Họ đang bị khép góc hoàn toàn ra khỏi khu vực sông dưới. Dev rất tự tin. Dev có thanh tẩy tốc biến và anh ta còn có được một cái đồng hồ con nữa. Và anh ta đứng lên rất cao. Đây sẽ là tình huống triển khai ở khâu chiều tiếp bơ luôn à. Amti gặp nguy hiểm tốc biến bắt buộc phải đầu tư với hai cú chiêu cuối được tung ra ở vị trí của Diplosia. Và Bible vẫn di theo. Anh ta zone out hoàn toàn vị trí của Amti ra khỏi xa nhất có thể khu vực hàng rồng, và đây sẽ là dòng nguyên tố thứ ba trong túi của bên phía Diplosia để họ gần hơn với linh hồn rồng lửa ở trong ván thi đấu này. Một bước tiến nữa ở trong phần đội hình bên phía của DK khi họ có được con rồng nguyên tố thứ ba và chuẩn bị sẽ là linh hồn rồng lửa trong một cái đội hình có AD và có một con dinh năng rất xanh xao như thế này của DK. Cái ngưỡng linh hồn rồng lửa sẽ đến rất là sớm cho các thành viên của bên phía Diplosia nha. Cụ thể là cỡ khoảng 23 thôi là có rồng rồi. Và con Shipper, thành viên thứ 6 của các thành viên bên phía DK cũng đang thật sự rất là đáng sợ với cái sức chống chịu và khả năng có thể gây ra sát thương nữa. Thì bây giờ bên phía của Beyond có vẻ như là sau cái ván thiếu đầu tiên chào hỏi hơi sâu thì DK đã bị động vào cái lòng tự ái rồi. Và họ đang đánh cực kỳ là kỹ ở trong cái ván thiếu thứ hai này. Không có bất cứ một cái mục tiêu nào là được bên phía Brion có thể kiểm soát được cả. DK họ đang khép bóc hoàn toàn Brion bên phía bên ngoài cái ván thiếu này luôn. Nhìn cái gương mặt của Showmaker sau khi mà anh ta thua vào đấu đầu tiên thì tôi không tin rằng đây sẽ là một ván đấu mà DK họ chơi một cách buông thả. Họ đánh một cách rất bình tĩnh và cực kỳ là chủ động, cũng như là có những cái bước đi nó rất là kỹ càng, để khiến cho bên phía của Brion gần như là không có bất cứ một cái cửa bật nào ở trong khoảng tầm 20 phút giây ban đầu. Chỉ có đúng một mạng dành cho Brion với tình huống đai trụ đến từ bên phía của Diplosia mà thôi. Những cái tình huống tấn công đến từ Amti nó bị hóa giải một cách rất là đơn giản, với việc là Dev anh ta có thanh tẩy, có tốc biến ở trong những cái pha như vậy. Vẫn còn đồng hồ ngưng động chưa sử dụng đến từ người chơi xạ thủ bên phía của Diplosia nha. Cái cách xả tiền, cái cách tận dụng tài nguyên đến từ Dev nó vẫn đang ở một cái tầm rất là bắc binh. 5 sao dành cho bên phía của DK với lượng tiền chênh lệch ở ngưỡng khoảng tầm 4.000 dành cho họ ở sau giai đoạn early game. Và để xem là mục tiêu tiếp theo sẽ là con Baron vừa được xuất hiện. Thì Baron họ đang có đông thành viên hơn ở đây, nhưng cái tốc độ ăn Baron chắc chắn là sẽ không nhanh khi mà Henna chưa có thằng hoàn luân. Bây giờ thì bên phía DK họ sẽ vận dụng cái lối chơi mà ván trước Baron họ vận dụng thôi. Đó chính là khi nào mà không có bất cứ một cái mục tiêu nào có mặt ở trên bản đồ thì DK họ sẽ đánh nhung trở lại farm và lên đồ.
họ sẽ cố gắng đợi cái ngưỡng món đồ 2 của Showmaker, món đồ 2 của Kana, và thậm chí rằng là nếu như mà muốn thì là đồ 3 của Dep luôn. Đó sẽ là khoảng thời điểm mà bên phía DK họ sẽ không ngại bất cứ một pha lao vào và trao đổi chiêu thức nào với cả bên phía của Beyond nữa. Và bây giờ thì khi mà chưa có rồng thì bên phía DK họ cũng không cần phải vội vàng để làm gì cả. Có cái nhịp lính nào đẩy mạnh thì họ sẽ cử Dep ra để có thể cố gắng khai thác vào mục tiêu là công trình. Còn không thì đơn giản là lui về mà thôi, đó, rất nhẹ nhàng. Dep được cử lên cánh trên để có thể có được sức ép vào cái trụ đầu tiên ở khu vực này. Aziel Karis đi vào bụi có bài bồ nha. Có thông tin đến từ Karis thì phải, cái sự tự tin cũng là có luôn khi Rakan trong tay của Dep đứng ngay ở sau lưng. Anh ta nên nhớ rằng đây là con Dinh 302 đã hoàn thành xong cho mình cả móc diệt thủy quái và cục phòng linh. Lượng sát thương mà Dep tạo ra với bồ đỏ dưới chân là rất lớn nha. Nếu như mà Karis mất cái vương miện suy vong từ sớm, anh ta có thể sẽ là một mục tiêu rất là ngon ăn dành cho xạ thủ bên phía của Dipluskia với những cái pha xả đạn. Giống với tố tiếp theo của ván đấu thì còn khoảng tầm 2 phút 15 giây nữa sẽ xuất hiện, và khoảng trống của Dep thì vẫn là rất mênh mông. Bên cạnh của anh ta luôn có ít nhất là hai hộ vệ đứng cạnh. Bible, Kenyan hoặc là Showmaker sẽ hỗ trợ cho những cái pha đẩy như thế này. Ở đây sẽ là tiếp tục là những cái sức ép vào cái trụ đầu ở khu vực đứng trên. Sức phòng ngự là khá ổn đến từ vị trí của Karis. Ở bên kia thì có một pha xuất hành tráng nhưng nó cũng chỉ là những cái động thái để giải tỏa sức ép dành cho đường giữa của mình đến từ Effort mà thôi. Đây là một cái nhịp mà có lẽ rằng DK họ sẽ cố gắng để cho Dep đẩy nốt. Sau đó thì Dep sẽ bấm biến về, sạc lại năng lượng. Rồi sau đó từ từ khoan đã, ở đường giữa có giao tranh nổ ra, có súng trọng trường, có thêm chiêu cuối của Umti vào và mạng được dành cho Henna. Vô cùng tuyệt vời tới từ pha tổ chức giao tranh chấp nhoáng của OK Sinh Bang Brion. Và họ đã kịp thời tiễn được Showmaker lên bảng điểm số, nhưng mà Showmaker vẫn sẽ hồi sinh lại khi mà con rồng thứ tư có mặt ở trên bản đồ. Tình huống tấn công đầu tiên và phản tính xác hơn là chủ động cũng như là thành công đầu tiên đến từ vị trí của Umti. Na thì đang bị trao đổi chiêu nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở trao đổi chiêu. Quay trở lại với tình huống tấn công ở khu vực đứng giữa lần này thì mục tiêu là vị trí của Showmaker. Người không cầm thanh tẩy cũng không kịp dùng tốc biến, chỉ kịp tung ra cho mình một pha chiêu hồi tipper mà thôi. Và đứng giữa bên phía của Dipluskia lên bảng đếm số lần đầu tiên ở trong ván thi đấu này. Nhưng anh ta cũng đã có được cho mình thêm một cái trợ băng Fale Rely, và đó là một tình huống có mạng đến từ Brion trong bối cảnh là không có bất cứ một mục tiêu nào mà họ có thể kiểm soát được. Không có chủ, cũng không có Baron hay cũng không có dòng xuất hiện ở trong cái phút giây thi đấu đó. Chúng ta cùng nhìn lại pha này rất là nhanh với cái lượng hiệu ứng. Pha này giống hệt với cái pha mà Umti vây bắt vào Dep, nhưng lần này thì trong cái cơ khấu thành tẩy, anh ta không thể giải được cái pháo trọng trường trồng hiệu ứng vào đến từ Hena ở sau cái pha dùng cả súng hữu đột từ trước đó tới từ Umti. Cái nguồn sát thương được nhồi vào tới từ Hena là tương đối là ổn nha. Showmaker nằm xuống cũng khá là nhanh trong cái pha đó với hai khẩu súng đẹp của Hena. Nhưng mà bây giờ Dep trở về nhà, đó, sạc xong được năng lượng rồi, vác ra một cái xanh nữa. Và bây giờ nguy hiểm đó chính là Kenyon. Kenyon bên lại hồi được rất nhiều máu, đá được một người về, và đó là Effort. Effort nằm xuống rất nhanh, người tung kẻ hứng rất tuyệt vời tới từ phía DK. Và Kana đang vòng ra phía sau, thổi vào người Morgan rất là đau, và đó là Karis đang bị tấn công. Phải dùng con chia hạ để đẩy con gấu về, nhưng Dep có điểm hạ gục, lao tới từ vị trí của Bible. Chọn ưu tiên là mục tiêu, ánh trăng dẫn lên tung ra, nhưng Bible gặp nguy hiểm. Có một tình huống mưa tên lửa giải ra, Hena buộc phải lui về. Bible được tạo rất nhiều giáp và Bible vẫn còn đang sống. Và DK họ thắng lợi trong giao tranh rồi, con rồng này không thể đi đâu mà tuột khỏi tầm tay của họ được. Bằng một cách nào đó Kenyan vẫn sống, và hai tình huống vây bắt đến từ bên phía của Brion thì một trong số đó thất bại, và bây giờ sẽ là linh hồn rồng lửa dành cho bên phía của Dipluskia mà thôi. Sau khi có được hồn rồng lửa thì Showmaker đang đứng dình, anh ta muốn có một pha trả đũa, trước đó là pha tấn công đến từ Umti thì tặng bạn một cú hỏa cầu, và sau đó là tôi sẽ lùi về. Đó là những gì mà Showmaker muốn nhắn nhủ dành cho người chơi đi rừng bên phía của Brion để tạo ra một khoảng trống dành cho con Dinh 403 của Dep cùng với lại một con Lee Sin đã hoàn thành xong cho mình dìu đen ở trang bị thứ hai vào thẳng khu vực hang Baron. Thông tin là có dịch chuyển quay trở lại đến từ Rambo trong tay của Kana, nhưng nên nhớ rằng Kana sẽ không có mưa tên lửa trong pha này, và Umti đã hồi sinh ra kịp để sẵn sàng cho một pha 50-50. Umti không còn nhiều máu nữa rồi, và Beyond họ đang muốn tìm cơ sở để có thể lao vào. Umti có hạt thông nổ, có tầm nhìn trong hang Baron. DK họ đang tạm thời ngưng sát thương Baron lại một chút xíu để đợi cho Brion có thể vào đã. Showmaker đang lui ra, Kenyon lui ra. Đó chỉ là một tình huống thử nghiệm xem nguồn sức thương của họ có đủ để ăn Baron hay không. Khi cảm thấy rằng cái tình thế nó hơi 50-50, DK sẽ rút về. Như vậy là DK họ không mạo hiểm. Thực ra thì họ cũng không có bất cứ một lý do gì để mạo hiểm cả, bởi vì họ đang cầm rất là nhiều lợi thế, không phải cố gắng 50-50 làm gì hết. Và đây chúng ta cùng nhìn lại pha vòng sau, đã là rất tốt đến từ Morgan rồi. Cú lăn bụng tốc biến và trồng sát thương vào. Nhưng nếu như Karis pha vừa rồi anh ta dùng phân chia thiên hạ luôn thì có thể sẽ là đủ sát thương. Karis không dùng phân chia thiên hạ, anh ta muốn giữ cho tình huống giao tranh sau, và anh ta phải nằm xuống, và cú phân chia thiên hạ của anh ta thì không có bất cứ một tác dụng nào cả. Và điểm hạ gục dành cho Dep với một tình huống chí mạng.
pha tạo giáp và giúp cho Bible sống sót với một chấm máu rất ổn đến từ Kanyan và cả thêm một pha kích giáp với cái giáp lửa được tạo ra ở vị trí của Showmaker nữa. Không ai đến từ bên phía ODK nằm xuống cả, họ có được hai mạng và họ có được con rồng nguyên tố thứ tư của bản đấu kích hoạt linh hồn rồng lửa với một đội hình cùng một chất tướng dinh đang quá xanh sao đến từ Dev. Anh ta chuẩn bị có được cho mình món trang bị thứ ba ở thời điểm phút thứ 25 rồi, nó sẽ làm cái đỏ thần Dominic, và nên nhớ rằng Dev vẫn còn cái đồng hồ con mua từ đầu và chưa sử dụng nha. Chưa có bất cứ thành viên nào của Beyond có thể động được vào người của Dev để người chơi xạ thủ của DK có thể sử dụng được cái đồng hồ này cả, và vẫn đang còn cái cơ sở để có thể tự bảo kê bản thân mình. Tốc biến còn luôn, thanh tẩy còn luôn, tất cả mọi thứ đều đang còn nguyên dành cho xạ thủ DK để sẵn sàng bước vào tình huống giao tranh tiếp theo. Và rất có thể sẽ là, tôi nghĩ rằng có thể sẽ là con rồng ngàn tuổi cơ, Baron ở thời điểm hiện tại, thì trừ khi một trong hai đội tuyển có được cho mình lợi thế về người thì họ mới tràn vào như bây giờ này. Đây là một tình huống camera đang tương đối là tối, người vòng sau tiếng Striker lao lên, nạn nhân đó chính là Hena, rất là được nhồi vào và ngay lập tức là Hena nằm xuống và thôi xong rồi. Và Dev đang bắn quá thoải mái bên ngoài, lại một lần nữa phân trên hạn để phòng ngự tới từ Karis, và Dev lao lên bắn hết từng người trước mặt. Dev có cho mình double kill và đang muốn tìm kiếm người thứ ba, và bên phía bên này Morgan bị đẩy ra và Dev rồi xong. Effort khi này gặp nguy hiểm rồi, con tốc biến tới từ Dev nhưng Dev quyết định là sẽ không dùng. Đồng hồ nhỏ không dùng, tốc biến không dùng, thanh tẩy cũng không dùng luôn. Dev có cái gì ở trước giao tranh là sau giao tranh anh ấy còn nguyên. Không dùng bất cứ một cái gì cả bởi vì anh ta đâu có gặp cái trở ngại gì đâu. Chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy đến từ Brion sau khi họ mất Hena từ quá sớm. Một tình huống mà Hena không có thanh tẩy. Cái thanh tẩy của anh ta còn khoảng tầm 10 giây nữa thì nó hồi lại và chớp thời cơ rất nhanh với cú tốc biến triệu hồi Tipper ở vị trí của Showmaker. Sau đó lượng sát thương được dồn vào khiến cho Hena bất tỉnh nhân sự thực sự luôn. Và vừa tên lửa được trả nó cũng trúng ba người, mọi thứ quần phía của D+Kia tạo ra một cái khoảng trống mênh mông để Dev cứ thế bắn thôi. Ta có cái súng phóng lựu và bắn hết tất cả mọi thứ trước mặt đây. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống Hena đẩy cao. Hena không có thanh tẩy và là chấp thời cơ rất nhanh đến từ Showmaker, và gần như là anh ta cùng với Kanyan không cho xạ thủ đối phương chơi game ở trong tình huống vừa rồi. Amti nằm xuống, Karis nằm xuống, double kill dành cho Dev, và thậm chí Dev còn lướt cung phong linh vào thẳng trụ hai của đối phương để ép y một cú tốc biến tới từ Effort nữa cơ. Tập này thì không có cơ sở để cho Bion có thể giao tranh nữa rồi. Cái nguồn sát thương của họ sẽ không thể nào bì được lại so với cả DK bên phía bên kia. Cả Showmaker và cả Kana đều có sát thương nha, chưa kể rằng là Kanyan cũng đang khá là xanh nữa. Và ở trên người các thành viên của DK họ đang có 4 cái đồng hồ nhỏ thưa quý vị các bạn. Bây giờ không có cớ nào để cho Bion có thể lưu điểm hạ gục luôn á. Bên phía DK họ sẽ câu được hàng tấn hàng tỷ thời gian trước khi mà họ phải nằm lại. Và nhiêu đó thôi đủ để cho Dev, Showmaker hoặc là Kana xả hết sát thương rồi. Kana mua cái đồng hồ nữa cho đẹp, full đồng hồ luôn đấy từ đội hình bên phía D+Kia. Thực ra thì cái việc mua đồng hồ là rất là hợp lý nha, tại vì chúng ta nói rằng từ giai đoạn cấm vật chọn á, rất là nhiều những cái công cụ để vây bắt một thành viên đến từ bên phía của Brion. Họ có tả sung hữu đột, họ có Rakan, họ có Gragas, những vị tướng vào tuyến sau rất là mạnh. Thì đây, bổ sung những cái đồng hồ đến từ DK để họ câu thời gian và tạo ra khoảng trống dành cho các carry khác. Nếu như đẹp là mục tiêu được chọn thì Kana sẽ thoải mái gây sát thương, và Showmaker cũng tương tự là như vậy, mà chưa kể đến là một con Lee Sin đã hoàn thành xong cho mình dìu đen ở trang bị thứ hai và chuẩn bị là hướng tới trang bị thứ ba. Một tên lửa trải ra sẽ là sức ép, và tên lửa đã đạo siêu khủng khiếp, lấy quá nhiều máu của Karis, sẽ không thể là một tình huống phòng ngự nữa khi mà người chơi dọn lính chính đến từ bên phía của Rion trắng cây máu, phải bấm bê về nhà, chính xác hơn phải đi bộ về nhà để hồi phục. Thì đây sẽ là một mega dành cho bên phía của D+Kia sau bộ lợi Baron mà họ vừa có được. Bao play tương đối là ổn để cho các thành viên bên phía của DK. 3.500 vàng ở phút thi đấu đầu tiên, họ có cho mình cái trụ 2 ở khu vực đường giữa, có được nhà lính ở khu vực đường dưới, và qua đó mở được một con đường cực kỳ là rộng rãi từ nhà của Vion đi qua khu rừng và tiến tới khu vực hang rồng, nơi mà khoảng tầm 40 giây nữa có sự xuất hiện của con rồng ngàn tuổi. Quá khó. Ván đấu này là ván đấu hoàn toàn trái ngược với ván đấu đầu tiên. Mặc dù thì chúng ta không thấy được một DK 10-0 hay là 12-0, 15-0 như cái cách mà họ thường đánh với các đội ở nhóm dưới, nhưng đây là một D+Kia họ quay trở lại với cái lối chơi quen thuộc ở trong beta, và họ đánh rất kín kẽ và không cho bên phía của Rion có bất cứ một cơ hội nào để có thể chống đỡ được. Linh hồn rồng lửa dành cho bên phía của D+Kia và họ snowball một cách gần như là hoàn hảo. Có dù Baron power play chỉ mức khoảng tầm 3.200 thôi, nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng quá khó để Rion có thể làm một thứ gì đó. Một tên lửa trải ra chúng ba người cú đá cược, và Hena lại là mục tiêu, và Hena lại không được chơi game rồi. Annie là có mạng, Rumble có mạng, và Zing trong tay của Dev bắt đầu tới. Anh ta vẫn còn tốc biến chưa sử dụng nha. Tốc biến lướt phong linh tấn công và ăn tỷ. Và điểm hạ gục thứ 8 với mạng Legendary dành cho xạ thủ của D+Kia đồng nghĩa với việc chiến thắng dành cho ở khoảng thời gian phút thứ 33-31 này. Bán 1
Brion được một trận đấu 17-0 ngạo nghễ, xong rồi là bị DK đánh cho không thể nào mà gượng nổi dậy luôn. Đánh cực kỳ là kỹ thưa quý vị các bạn, đánh không cho bất cứ một cái sai lầm nào xảy ra cả, và đúng thật là không có một cái sai lầm nào quá là lớn xảy ra trong cái ván thi đấu thứ hai của bên phía D+Kia. Họ triển khai chính xác từ giai đoạn đi đường cho tới giai đoạn giao tranh, cho tới giai đoạn kiểm soát, và chỉ cần sau 30 phút thi đấu họ có được cho mình chiến thắng cân bằng tỷ số 1-1. Và nếu như mà cứ giữ vững tinh thần như này thì Bion họ sẽ cần phải làm điều gì đó đặc biệt hơn thì mới hy vọng có được thắng lợi chung cuộc ở trong cặp BO3. Bion vô hình chung đánh thức của con quái vật, mà thực ra thì Showmaker, tôi nhìn cái gương mặt của Showmaker sau sau bàn đấu thứ nhất thì tôi không thấy cái sự vui vẻ nữa, rất nghiêm túc đến từ bản thân của Showmaker cũng như toàn bộ đội hình bên phía của D+Kia để họ gỡ gạc lại ở trong ván đấu thứ hai này. Và ván đấu giữa Bion cũng như D+Kia vẫn sẽ cần phải tới ván đấu thứ ba để phân định thắng bại giữa hai đội, chúng tôi sẽ ngay tức quay trở lại khi mà ván đấu đó được sẵn sàng bắt đầu. Giống ván một hết nhở, giống khá giống ván một đến từ cả hai bên, bên này cũng là Gragas, Poppy, Nico, bên kia cũng là Senzuani, Kaiza và Aini, thì đây sẽ tiếp tục là Tristana first pick dành cho bên phía của Brion mà thôi. Và để xem là DK có muốn chơi tiếp combo Daina Yasuo hay không, hay sẽ làm combo Vi cộng với lại Ahri ở đường giữa trang dành cho Showmaker. Brion sẽ có được cho mình Tristana, tôi chắc chắn là 100% như vậy. Còn DK thì để xem cân nhắc của họ. Ván 1 thì họ pick Aphelios và con tướng đứng trên, à không, chính xác hơn là con tướng đứng trên Rayton trong tay của Kana. Còn ván này thì thay đổi rồi, không còn là Rayton nữa, sẽ là Jax trong tay của Kana ở khu vực đứng trên, và Ivor được khóa lại trong tay của Kanan ở trong vai trò lý rừng. Cũng đã có một sự lựa chọn thú vị dành cho các thành viên bên phía DK, nhưng mà lần này thì là con tướng mà Kanan cũng đã sử dụng rồi, không phải là một cái vị tướng mà lâu rồi chúng ta được nhìn thấy nữa. Còn Bion thì bây giờ ở vị trí đi rừng đang không còn nhiều sự lựa chọn nữa rồi, nên buộc phải mang về cho mình sớm cái lượt pick, đó chính là Maokai, đề phòng là sang phase 2 sẽ bị cấm thêm vào cái vị trí này. Hai thụ thần sẽ xuất hiện ở trong cái ván thiếu này tới từ cả đội tuyển. DK họ sẽ tiếp tục mang về thêm một đấu sĩ nữa dành cho các đường đơn, cặp đôi Jax cùng với cả Jayce. Như vậy sẽ là hai con tướng tay ngắn đến từ bên phía của D+Kia, nhưng chính xác hơn là thực ra thì Jayce thì vẫn là tay vừa tay ngắn vừa tay dài được, và có thể gọi là đội hình hai xạ thủ trang đến từ bên phía của D+Kia vận hành xoay quanh con Ivern trong tay của Kanan, để xem cái cách chơi đến từ bên phía của DK khi mà họ không có Tristana thì họ vận hành xoay quanh con Jayce đường giữa này của Showmaker như thế nào. Thì cây ban đi Milio, một con tướng mà có một cái khả năng bảo hộ tốt dành cho hai xạ thủ, và nó sẽ khiến cho cái ngưỡng sức mạnh ở giai đoạn sau đến từ bên phía của Rion trở nên rất khủng khiếp. Hai xạ thủ mà được kích lửa chạy thì cái tầm hoạt động sẽ là rất xa. Ban đi là hợp lý đến từ DK. Còn bên phía này thì Rion quyết định là khóa một ngòi nổ ở khu vực đứng dưới. Nếu như Draven trong tay của Dev có được cho mình ưu thế với cái đội hình này thì tôi tin rằng DK sẽ có cực kỳ là dễ dàng những cái sức ép để họ áp đặt thế trận với Rion ở trong ván đấu thứ ba này mà thôi. DK sẽ ban đi thêm một con Saiya nữa bên cạnh Milio để tạo ra một cái bộ đôi an toàn, tránh việc tạo ra một cái bộ đôi an toàn dành cho Brion ở khu đứng dưới với Saiya và Rakan vẫn còn đang được hở ra. Và quyết định cuối cùng đến từ Brion sẽ là con bài gì ở khu vực đứng dưới đây. Họ đang nhắm vào đứng dưới khá nhiều. Có phải là một con bài hỗ trợ dành cho Bible hay không, hay tiếp tục sẽ là một xạ thủ nữa bị loại bỏ. Aphelios sẽ không nằm trong tay của Dev ở trong ván đấu này. Có vẻ như là Brion đang muốn dụ à? Dụ Dev chơi Zing chăng? Tiếp tục sẽ là Zing dành cho Dev ở ván thi đấu thứ ba này chăng? Mời nào, mời Apaka Dev đánh con Jinx lại thêm một lần nữa, hoặc là sẽ có sự thay đổi, nhưng mà quan trọng là sự thay đổi sẽ là vị tướng gì. Nguồn sát thương vật lý của DK đang tương đối là nhiều, vậy nên là DK họ đang muốn bổ sung cái điều đó bằng việc là sử dụng Varus trong tay của Dev, có thêm cái nguồn sát thương hỗn hợp với giai đoạn giữa của ván thi đấu thì giao tranh sẽ có thể ổn hơn. Còn Brion, đội hình của họ ở thời hiện tại vẫn có thể xoay tua được nha. Tristana xuống đường dưới, Maokai xuống đường dưới cũng được luôn. Nhưng mà như đã nói thì ở vị trí đi rừng đang không còn nhiều sự lựa chọn mạnh nữa rồi. Thì nếu như mà Ungdi có muốn đánh kèo đột biến giống như ở ván 1 thì chúng ta mới được nhìn thấy con Maokai này ở vị trí khác. Còn lại thì đây vẫn sẽ là những cái lượt lựa chọn quen thuộc. Một là dành cho Henna và hai là dành cho Effort mà thôi. Và Zeri sẽ xuất hiện ở trong cái ván thi đấu này trong tay của Henna. Cũng đã một thời gian rồi chúng ta mới được nhìn thấy Zeri trở lại với sân khấu chính của LCK. Từ phiên bản 13.11 thì Zeri gần như là vẫn hút luôn, với việc là cái kiểu lên trang bị chống chịu, chính xác là nhiều máu đến từ Zeri nó bị loại bỏ, và bây giờ sẽ là quay trở lại một Zeri chí mạng mà thôi. Sẽ có Zeri dành cho Henna và đội hình hai xạ thủ dành cho bên phía của Brion, với dàn chống chịu chính sẽ là Rayton trong tay của Morgan, và thêm vào đó nữa là Maokai cộng thêm khả năng mở đến từ một con Rell trong tay của Effort. Sự lựa chọn đến từ Bible sẽ là gì đây?
Đội của bên phía Diplosca thiếu công cụ mở trực diện và quyết định không phải là Alistar để có thể phần nào đó khắc chế đi con Rail của đối phương, mà sẽ làm con Nautilus dành cho Bible để tạo ra nhiều sức ép đi đường hơn cùng với lại Varus của Dev ở cánh dưới. Chúng ta đang thấy một đội hình vận hành xoay quanh Ivern một cách rất là triệt để với hai, có thể gọi là hai xạ thủ và thêm con Zac nữa trong tay của Kana để lẻ ở phía trên. Còn đội hình bên phía của Brion thì thuần là đội hình hai xạ thủ giống như cách mà họ vận hành ở ván thi đấu đầu tiên mà thôi. Vẫn sẽ là hai con tướng xạ thủ dành cho Karis và sự quay trở lại đến từ Jerry trong tay của Hena ở ván này. Mặc dù là Jerry không phải là một vị tướng xa lạ đối với cả LCK của chúng ta, nhưng mà đây là một sự lựa chọn đúng thật là lạ đối với cả bên phía của Brion. Khi mà ở thời điểm hiện tại, Jerry không phải là cái sự ưu tiên, thậm chí là ưu tiên thứ nhiều luôn, không phải là một con tướng mà có thể sẽ được pick ở trong bất cứ một cái trận đấu nào khi bị giảm sức mạnh tương đối là nhiều. Và chưa kể rằng là bản chất của Jerry cùng với cả Tristana là một cái mẫu tướng xạ thủ cũng sẽ cần phải có người đi kèm, thì cái trách nhiệm đang được đặt tương đối là nặng lên đôi vai của Umti và lên đôi vai của Effort thêm một lần nữa. Không có một cái con bài mang thiên hướng buff theo dạng thuần thì để xem liệu rằng là Henna có thoải mái để xả sát thương ra hay không mà thôi. Vẫn là một cái lối chơi quen thuộc giống như ở ván đấu đầu tiên của OK Saving Brion, và hy vọng rằng là họ sẽ có thể giành chiến thắng. Còn DK không bây giờ thì không bao giờ cả. Chiến thắng này sẽ giúp cho họ có được một tuần thi đấu thứ 7 ổn định hơn, bởi vì trước đó họ đã gặp thất bại trước KT. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu thứ 3, ván đấu quyết định trong cuộc chiến giữa Brion cũng như là Diplosca với tình huống Sâm Lạc Hủ. Vì cái dễ rắc rối đấy mà chúng thì tôi tin rằng Hena sẽ gặp khó, ít nhất là anh ta sẽ phải mất đi Thanh Tẩy hoặc thậm chí là cả Tốc Biến nữa để có thể lùi về với chất đội hình hai xạ thủ, và sẽ cần có một cái khoảng thời gian để tăng tiến sức mạnh và nhiệm vụ đến từ Morgan và Amti cũng như là Effort để ở trong ván đấu này là giữ trận như thế nào đó để giúp cho hai con tướng xạ thủ bên phía của Brion tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau. Còn với đội của phía của Diplosca, cái ưu thế đi đường của họ là rất là trực quan, nhờ rắc từ trên trong tay Kana với kèo đấu cùng chất tướng Rayton trong tay của Morgan thì các cảm nhận rằng ưu thế vẫn sẽ có dành cho cá sấu của Morgan mà thôi. Còn ở khu vực đứng giữa sẽ là một kèo đấu mà Showmaker sử dụng Jace để xem là anh ta có được những cái sức ép đi đường như thế nào cùng chất tướng Tristana ở bên phía bên kia trong tay của Karis. Cánh dưới thì cảm giác rằng là chất tướng sẽ là nhỉnh hơn dành cho bên phía ODK rồi. Họ có Varus, họ có Nautilus với cặp đôi rất là mạnh ở khoản tấn công so với bên phía bên kia là Jerry và Rell trong tay của Hena và Effort. Cầm trên người cái nhịp độ trên người thì cái khả năng trao đổi theo quãng ngắn của Dep cùng với cả Bible ở khu vực đường dưới sẽ tương đối là khó chịu. Xét về khoản sát thương thì ở đầu game Hena sẽ không có được những cái công cụ mà bắn trực diện vào tướng đối thủ, khi mà phải có cho mình cái ít nhất là phải có mình chiêu E thì mới dễ dàng hơn được. Còn bây giờ thì sẽ là một cái chút áp lực nhẹ nhẹ từ bên phía của DK mà thôi. Họ sẽ có được cho mình level 2 trước. Họ sẽ là người đứng lên cao để khiến cho Hena và Effort buộc phải lùi sâu vào. Và khi cái đợt lính thứ 2 tới thì đó, sẽ không thể nào mà có thể dễ dàng nhìn mặt lính tới từ Hena và Effort. Chắc chắn là những người lên 2 trước đến từ bộ đôi của DK và họ đang muốn tận dụng yếu tố này để tấn công vào bên phía bên kia. Hắc kim thuật đến từ Effort để trao đổi chiêu ngược trở lại, nhưng Bible chiếm được cái bụi cỏ ở trước mặt. Anh ta không gặp quá nhiều nguy hiểm. Cánh trên thì có pha nhảy và nẹt ở cấp 2 đến từ Kana. Anh ta cũng là người lên cấp 2 trước, giống như cái cách mà cặp đôi đường dưới của bên phía của DK tạo ra ở nửa dưới. Bóng rừng đến từ Kanyan thì vẫn khá là quen thuộc thôi. Anh ta đặt cái nội tại ở bãi chim, thêm bãi sói và sau đó sẽ là vòng lên cánh trên để có thể có được một cái vòng rừng khá là dị nhá. Cái niền đang có một vòng rừng khá là đặc biệt khi anh ta muốn đánh xuống, vẫn là muốn đánh xuống nửa dưới à. Khởi đầu ở chim mà muốn đánh xuống nửa dưới đến từ vị trí của cây niền, và để xem là đây có phải là một pha kiểm soát cua để giúp cho cái khả năng đẩy đường đến từ Dev và Bible tăng thêm cái độ hiệu quả hay không. Nhận thấy ủi Bible và Dev mất con ô tô kìa, đó là một cái lượng kinh tế tương đối là lớn ở dạng đầu trận nha. Về giữa game thì có thể là không phải vấn đề, nhưng mà rồi. Còn quay trở lại với cả cái nhịp đẩy của các thành viên bên phía cả hai đội tuyển thì ở đường trên là một cái thế đẩy rất là cao tới từ Kana. Tuy nhiên rằng DK lại muốn dành nhiều hơn sự quan tâm dành cho Bible cùng với cả Dev ở khu vực ở giữa bản đồ. Và liệu rằng có muốn một lần nữa gây sức ép vào người của Hena hay không đây? Hay là sẽ chạy ra khu vực đường giữa? Karis còn dậm nhảy tên lửa không ta? Nếu như còn thì cơ sở để có thể ganh là sẽ không phải là quá nhiều cho lắm. Và bây giờ Showmaker bắt đầu nhảy vào rồi. Dậm nhảy tên lửa đã mất và Canyon tiếp cận. Sẽ có một tình huống sử dụng cho mình chói và Karis sẽ buộc phải dùng tốc biến trong pha vừa rồi.
Một pha mà Caris không có thông tin và ngay khi mà anh ta dùng dậm nhảy tên lửa lao vào tấn công vào Showmaker thì của thì ngay tức có tình huống dùng lôi phạt đẩy ra ở vị trí đường giữa của Diplosia và thậm chí là một cú rất rắc rối để lấy đi tốc biến đến từ người chơi đường giữa bên phía của Brion. Động thái khá là mạo hiểm, suýt chút nữa phải trả giá ở vị trí của Caris. Bắt buộc thôi, Amti phải có những cái động thái để hướng xuống cánh dưới nơi mà Hena và Effort đang gặp rất nhiều hiểm nguy. Nhưng Kanyan đứng sẵn ở đây sẽ rắc rối thành công, thêm một hit đánh tay nữa không? Quyết định là lùi về với pha kích hoạt chiều Airy mà thôi. Còn Morgan nhận thấy sự có mặt đến từ vị trí của Kanyan đang ở nửa dưới, anh ta ngắt tức công dịch một proxy lính ở sau trụ. Hiện tại các thành viên bên phía của DK họ vẫn đang có được một giai đoạn đi đường tương đối là ổn. Ở đường dưới thì chỉ số lính mặc dù thua thiệt nhưng mà Dep đang chuẩn bị đón một đợt lính lớn hướng về phía mình. Vậy nên sẽ là cái trạng thái cân bằng mà thôi. Ở đường giữa thì Showmaker cũng là cả Kanyan đã lấy đi được cái tốc biến của Caris rồi, cũng sẽ có một cái cơ sở để cho Showmaker có thể cố gắng duy trì được những cái áp lực của mình và không để cho Caris bị đẩy quá cao. Và ở khu vực nửa trên của bản đồ thì Kana vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc khiến cho Morgan phải tam sát trụ, nhưng mà chỉ số lính của Kana thì đang không được tốt cho lắm. Với NDK có lẽ sẽ họ sẽ vẫn cần kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian nữa. Ở đường dưới rồi giao tranh bắt đầu nổ ra, người đang bị dính nhiều sát thương đó chính là Bible, nhưng phát bắn của Hena vẫn đang là tương đối đau ở thời điểm hiện tại. Bây giờ chuyển qua bắn vào người của Dep và Dep cùng với cả Bible sẽ về được, không ai mất bất cứ cái gì cả. Effort dùng cho mình cái thiêu đốt mà thôi. Có được sức ép đi đường nhưng có vẻ như về khoản lát hit lính thì Dep anh ta đang gặp một chút vấn đề, đang thua lính so với lại Hena ở bên phía bên kia. Vừa rồi là pha phản công đến từ bộ đôi bên phía của Brion, họ dùng thiêu đốt để ép đi một cái lượng máu rất lớn của Bible và bắt buộc Bible phải đứng sau trụ để có thể đảm bảo an toàn về mặt tính mạng. Nhưng Dep trả đòn với những cái mũi mưa tên và mũi tên xuyên phá một cách khá là chất lượng. Farm thì không tin lắm nhưng mà cái khả năng sử dụng kỹ năng định hướng đến từ Dep với những cái tình huống dùng E hay là những cái tình huống gồng tên xuyên phá là tương đối tốt nha. Cánh trên thì cũng tương tự là như vậy, khi mà Kana thì cũng đang gặp khó khăn ở cái khoản lát hit lính so với lại con Rayton trong tay của Morgan, vẫn đang là một cái chênh lệch tầm gần một thân lính được tạo ra đến từ Rayton trong tay của đường trên bên phía Brion. Vụ đường giữa thì với việc làm mất đi tốc biến, Caris sẽ không thể chơi láo nữa, anh ta sẽ không thể dám dậm nhảy tên lửa để tấn công trực diện vào vị trí của Showmaker. Còn ở cánh dưới này, động thái giữ lính đến từ Effort và tạm thời thì anh ta phải ngưng lại ngay lập tức với cú móc bò neo và đánh thường với nội tại của Bible. Phải về tăng tốc cho Hena để Hena đón con xe. Đón được hay không đây? Ui à, rất đáng tiếc không đón được rồi. Đón được một cái lượng kinh nghiệm thôi, chứ lượng kinh tế thì không đón được. Hơi đáng tiếc cho xạ thủ của Beyond. Được rồi, không sao cả. Cái nhịp vừa rồi là cái nhịp mà các thành viên bên phía của DK họ cũng cố gắng đẩy nốt cái đợt lính, sau đó là họ di chuyển về mà thôi. Còn nãy giờ thì Kanyan đang cực kỳ quan tâm tới Showmaker. DK họ đang muốn thiết lập lại cái sự thống trị của mình bằng cái sức mạnh cặp đôi mid rừng. Ở thời điểm hiện tại thì Showmaker cũng đang là người có được khá lợi thế, và cụ thể là những cái chỉ số lính năng nhỉnh hơn dành cho người chơi đường giữa của DK. Đang farm tốt hơn ở hai khu vực đường đến từ bên phía của Brion và bắt đầu có những cái sức ép ngược trở lại đến từ Hena, Effort cũng như là Morgan ở khu vực đường trên so với Zac của Kana hay là Varus cũng như là Nautilus trong tay của Bible. Lượng máu thấp của Bible ở trong tình huống trước khiến cho cái thuân lính ở thời điểm hiện tại nó đang cùng với các thành viên bên phía của Brion ở vị trí của Hena, và đây sẽ là một nhịp di chuyển trước đến từ Effort. Anh ta đặt được một con mắt kiểm soát vào khu vực bãi bù xanh. Nãy giờ thì hai người trên đi rừng, Kanyan thì có đúng duy nhất một cái tình huống mà anh ta ghé thăm khu vực đường giữa để ép đi cái tốc biến với pha sử dụng dễ rắc rối của mình mà thôi. Còn lại thì chỉ là đơn thuần là những tình huống farm và kiểm soát tầm nhìn đến từ cả Maokai của Amti cũng như là Kanyan. Đúng tính chất hai con tướng này luôn, hai con tướng ăn cỏ và rất là ôn hòa đến từ Maokai và Ivern. Ở giai đoạn đầu trận thì cũng chẳng có cơ sở gì để cho cả hai đội tuyển có thể tiến vào kiểm soát mục tiêu cả. Nhưng bây giờ thì bắt đầu có này, cấp 6 tới từ Umti rồi, cấp 6 tới từ Hena rồi. Khả năng giao tranh sẽ là nhỉnh hơn một tẹo trong khoảng thời gian này. Và cú móc bỏ neo, né rất là tốt tới từ Hena. Và tiếp tục sẽ giữ được cho mình cái nhịp farm. Nhưng mà tôi cảm tưởng rằng đó có thể là một phần nào đó may mắn dành cho Bible nha. Chứ móc mà dính là Umti lao vào ngay. Mà nếu như mà Umti mà lao vào được thì Dep và Bible, một là bỏ lại mạng, hai là phải mất tốc biến. Điền thì đang rất là chill. Thực sự Ivern là một chất tướng siêu chill. Bạn ăn rừng và bạn không cần phải hạ sát quái vật rừng, bạn chỉ cần đặt những cái nội tại và sau đó là hạ gục chúng mà thôi. Nhưng bây giờ sẽ là một tình huống kiểm soát tầm nhìn cũng như là kiểm soát dòng nguyên tố đầu tiên tốt hơn dành cho bên phía của Brion, khi họ có thông tin rằng Kanyan đang ở nửa trên của bản đồ. Dòng miễn phí dành cho Brion. Mục tiêu tiếp theo mà bên phía của Brion hướng tới sẽ là con sứ giả khai nứt. Ngay lập tức khi đồng đội ăn rồng, Morgan di chuyển sang khu vực hang sứ giả để lại một con bạc kiểm soát và có được thông tin là chưa có bất cứ một pha mở sứ giả nào đến từ Kanyan cả.
Ngay lập tức là Umtiti cũng đang di chuyển lên khu vực ở trên của bản đồ rồi và đang cố gắng để có thể kiểm soát được lại lượng tầm nhìn ở con sứ giả này ở đường dưới. Wow! Đó chính là một pha cleanse Captain Jack của Henna. Đúng là 0,01 giây luôn, cực kỳ nhanh để thoát khỏi tình huống nguy hiểm, bởi vì là Bible đã có cho mình thủy lôi tầm nhiệt rồi. Henna cực kỳ cẩn trọng. Dùng chiêu là hợp lý thôi, bởi vì nếu như anh ta dính sợi xích tội lỗi mà không dùng thanh tẩy thì nó sẽ là một pha trồng tên xuyên phá và một lượng máu mất đi sẽ là tương đối lớn đến từ xạ thủ bên phía của Brion. Giữ máu và trụ đường là hợp lý dành cho một chất tướng như kiểu là Jerry so với lại Varus bên phía bên kia của Def. Trong cái khoảng trống tạo ra ở khu vực đường dưới mà Henna vừa dùng cú thanh tẩy để khiến cho cái máu ngưỡng máu của anh ta không bị ảnh hưởng quá nhiều, thì ở cánh trên Brion có được cho mình thêm một mục tiêu nữa, vẫn ở bên phía của đội 1, và có được cho mình hai mục tiêu từ trong giai đoạn ban đầu đến từ khả năng kiểm soát của Umtiti. Umtiti có được rồng, Umtiti có được cho mình con sứ giả khai đất đầu tiên của bản đấu, và để xem là cái cách triển khai đến từ con sứ giả này sẽ là như thế nào đến từ Brion. Bên phía của Brion họ đang triển khai những cái mục tiêu đầu trận tương đối là tốt, với cái khả năng giao tranh là nhỉnh hơn một tẹo, bởi vì so với cái mẫu tướng như dạng là Maokai, so với cả Ivern thì Canyon cũng chưa thể nào có thể tạo được đột biến gì đó quá là lớn ở thời điểm hiện tại. Còn nếu như mà Umtiti xuất hiện ở đâu mà nếu như có giao tranh nổ ra thì rõ ràng là con Maokai cũng sẽ không quá ngại những tình huống băng bổ trong giao tranh rồi. Sát thương có, hiệu ứng khống chế là có, và lại một lần nữa ở đường dưới sẽ bị quan tâm. Tốc biến lava hút tới từ Effort, có chiêu cuối từ Henna nhưng bị dính thủy lôi tầm nhiệt. Dep đang mất rất nhiều máu, Dep phải bấm thanh thể để bỏ chạy. Chiêu cuối của Umtiti được tung ra, Dep đang bị làm chậm, bị dính thiêu đốt, bị dính tất cả mọi thứ có thể dính, nhưng đó là chiến công đầu thuộc về Bible. Brion họ tốn quá nhiều thời gian bởi vì Henna không thể nào nhồi sát thương được vào, và Umtiti phải tới để dọn dẹp chiến trường. Một đổi một ở khu vực đường dưới, nhưng chiến công đầu vừa rồi thuộc về bên phía của Diplosia, nhưng mạng thì nó lại thuộc về Bible mà thôi. Còn cái ngưỡng máu quá thấp đến từ Henna, trước cái tình huống anh ta bật điện đạt đỉnh điểm thì anh ta dính thêm một mũi tên xuyên phá nữa đến từ Def, và cái ngưỡng máu của anh ta không cho phép xạ thủ bên phía của Brion được phép tham gia tình huống 3 đánh 2 vừa rồi ở khu vực đường dưới. Một đổi một nhưng không thực sự quá lợi thế dành cho bên phía của DK khi họ mất đi xạ thủ. Def nằm xuống lần đầu tiên ở ván này, còn chúng ta đang được thấy một pha chase hit ở cánh trên. Morgan dùng cắt vào sắt để có thể lùi về mà thôi, chưa cái áp lực tới từ con Jax ở bên phía bên kia, đứng ở trong trụ ở vị trí cả nè. Nãy giờ thì camera không liên lên đường trên nhiều, nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mà Morgan cầm con thần cá sấu thì nó phải gọi là uy tín luôn rồi. Tốc biến là mà làm choáng không thành công bởi vì là bị ngoài tầm. Thiếu một tí nữa tôi là làm choáng thành công rồi, nhưng Kana cũng phản xạ rất là nhanh, sử dụng luôn cho mình phản đòn để có thể khống chế tình huống lao vào tiếp tới từ Morgan. Tôi nghĩ đó là một tình huống Morgan ngưng một nhịp lại, bởi vì anh ta biết được rằng đối phương có gì. Đối phương là một con Jax có phản công, và bạn sẽ cần phải đợi hết cái tình huống quay tay đó của Jax thì mới dùng cú làm choáng của Rayton được. Một pha mà bình tĩnh đến từ Morgan, nhưng cái tiền đề để anh ta tổ chức và thực hiện một pha solo kill là hơi ít, và phải đầu tư cả tốc biến vào chiều cuối. Còn ở khu đứng dưới đây, máu quá thấp đến từ Henna, và thậm chí là anh ta còn ăn thêm một cái cú thủy lôi tầm nhiệt nữa. Pha tấn công này đến từ Umtiti nó chỉ dừng lại ở pha 1-1 mà thôi. Rất may mắn dành cho bên phía của Brion khi chiến công vừa rồi không có dành cho Def. Nguyên mạng là Bible và mạng trả ngược trở lại dành cho Umtiti. Nhưng mà nếu như mà nói về lợi thế thì ôi từ từ khoan đã, ở đứng dưới lại có giao tranh nổ ra rồi. Nhưng mà các thành viên bên phía của Brion họ quyết định là sẽ không lao vào à? Thế cái nhịp đó là lao vào được, nhưng mà có thể rằng là Brion họ nghĩ rằng là ở phía đằng sau Def và Bible vẫn còn có một ai khác nữa, và nên họ quyết định sẽ đánh chậm lại. Mặc dù là cũng đã có chiêu thức chính xác rồi, đã giữ chân được Bible thành công rồi, nhưng Brion quyết tâm là sẽ không quá hừng trong cái pha giao tranh đó. Còn cái pha giao tranh đầu tiên ở khu vực dưới, nếu như mà nói về lợi thế thì bên phía của Brion sẽ nhỉnh hơn một tẹo, bởi vì là người có điểm mạng gục đó chính là Umtiti, một con tướng mà cũng có thể có khả năng gây ra sát thương. Còn DK thì chỉ là một con Nautilus trong tay người chơi hỗ trợ Bible mà thôi. Đội hình của Diplosia sẽ là một đội hình có một cái khả năng cấu rỉa khá là tốt với Jay, với Varus ở vị trí của Showmaker và Def. Còn ở bên kia thì Brion họ sẽ cần phải băng vào rất là nhanh với Rael, Maokai cũng như là Rayton trong tay của Morgan để hạn chế đi cái khả năng cấu rỉa mà tôi vừa đề cập. Cách chơi của hai đội sẽ là như vậy ở trong cái khoảng thời gian sắp tới, còn ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa đến cái ngưỡng sức mạnh mà Brion mong muốn. Họ vẫn sẽ cần phải chờ đợi tới cái ngưỡng mà Henna cũng như là Karis có thêm lượng tài nguyên. Henna tương đối là thấp máu rồi, và anh ta sẽ đứng ôm trụ farm ở trong tình huống này mà thôi. Sức ép đi đường vẫn đang là tương đối dành cho Morgan với Rayton. Tiếp tục là một pha proxy lính nữa, 20 lính chênh lệch ở vị trí đường trên đang là thứ mà Morgan tạo ra với kèo đấu này. Thêm đó là cả hai lớp giáp trụ nữa đang khiến cho cái lượng kinh tế của các thành viên, cụ thể là cái lượng kinh tế ở đường trên thôi, đang nghiêng về bên phía của Brion. Còn ở các khu vực đường khác thì các thành viên của DK họ vẫn đang cố gắng duy trì được. Bây giờ ở đường trên, ui, trao đổi quá tuyệt vời tới từ Morgan.
và chuẩn bị quay ngược trở lại với thần cá sấu này. Kana sẽ buộc phải lui ra khỏi tình huống này mà thôi. Lại là thêm nữa những lớp giáp trụ thành các thành viên bên phía Beyond, hai lớp giáp trụ ở đường giữa, thêm một lớp ở khu vực đường trên. Kinh tế là đang rất khủng khiếp, đang chảy vào túi bên phía Beyond, không thể đứng lại đường được đến từ Kana. Anh ta bắt buộc phải buộc bỏ mà thôi. Thêm giáp trụ nữa dành cho Morgan ở khu vực đường trên và kéo đấu Rayton và Jax này thì thực sự là Morgan đang áo chỉnh so với Kana rồi. Đầu tư cũng tốc biến để ép máu cũng như là lấy thêm cái lượng kinh tế dành cho bản thân mình mà thôi. Morgan có dịch chuyển và đây sẽ là tình huống anh ta bấm B trở về nhà, có luôn cho mình được trang bị đầu tiên làm cái chủ yếu nhất. Dịch chuyển vòng sau đến từ Morgan, đây sẽ là sức ép giao tranh đến từ bên phía Orion. Và rồi Morgan anh ta đã bị khép góc ra ngoài vùng một chút, bên phía bên trong kia Bible đã bị kẹt lại rồi. Bible đã bị bắn tương đối là đau nhưng mạng đã dành cho Dev, với người nằm xuống chính là Umti. Effort cũng không phải được, double kill dành cho Dev. Con Varus, sự lựa chọn đặc biệt của DK đã phát huy tác dụng và bây giờ là con rồng. Liệu rằng có kiểm soát được hay không này? Morgan đang bị kẹt và Morgan đang bị kiếm. Showmaker cùng với cả Kana đang đi tìm xem người trên đường trên của Beyond đang ở đâu. Cầu sấm tung ra chính xác là Morgan rồi. Bây giờ có đi vào trong trụ cũng không thể nào mà có thể bỏ mạng của mình lại với cả cái trụ này được, và sẽ cộng thêm cái điểm hỗ trợ dành cho Kana nữa không? Thậm chí là mạng dành cho Kana luôn. Pha Kana có một hit đánh tay vào người của Morgan mà khiến cho cái mạng vừa rồi thuộc về đường trên bên phía của DK. Trước đó đã là một pha cầu sống và cầu gia tốc tốt. Và hai điểm hạ gục cộng thêm dành cho bên phía của D+Kia sau một pha mà dòng nguyên tố được kiểm soát đến từ các thành viên bên phía của D+Kia, hình như là có dòng nguyên tố luôn thì phải. Pha vòng sau đến từ Morgan, nhưng cái góc vòng sau này của Morgan tương đối là hạn chế bởi vì đồng đội chưa kịp tới. Dính chiêu cuối đến từ Amti và lượng sát thương đến từ bộ đôi Dev và Showmaker dồn vào trong một cái khoảng thời gian là rất nhanh và khiến cho cái tốc độ bốc hơi đến từ con Maokai của Amti là tương đối nhanh. Và vừa có được rồng lại còn có thêm mạng thì cây hoàn toàn thắng lợi trong pha giao tranh vừa rồi. Lại có cả bản đồ linh hồn rồng đất nữa, một cái bản đồ mà nó sẽ tương đối là hợp lý dành cho đội hình của các thành viên bên phía DK nếu họ ăn được. Với mẫu tướng Ivern không phải là một mẫu tướng quá là cứng cáp, vậy nên sẽ cần có thêm một sự bổ trợ ở cái nguồn chống chịu tới từ Kana và tới từ Bible thì con rồng này sẽ là hợp lý thôi. Ngược lại bên phía Beyond cũng tương tự là như vậy với ba dàn chắn phía trước. Chúng ta cùng chờ xem liệu rằng là đội tuyển nào sẽ có thể triển khai được con rồng này tốt hơn. Nhưng trước hết sẽ là con sứ giả đã, nơi mà Canyon, Showmaker cùng với cả Daisy đang ăn. DK đang hơn mạng và họ sẽ có được mục tiêu tiếp theo để tiếp tục gỡ tiền. Họ vẫn đang thua một chút về lượng kinh tế nhưng mà nó không thực sự quá lớn dành cho bên phía của Brion ở trong thời điểm hiện tại. Chênh lệch nó chỉ khoảng tầm vài trăm dành cho bên phía của OK Saving Bank Brion mà thôi. Ena thì sẽ hơi khó để có thể một mình phòng ngự được trước cái sức ép đến từ cả Bible và Death, và anh ta cần phải có thêm sự hỗ trợ mặc dù đã có được cho mình giao điện static. Những cái sức ép đi đường đến từ Death với chất tướng Varus nó vẫn sẽ là nhỉnh hơn tương đối khi mà bản thân xạ thủ của D+Care cũng đã hoàn thành xong trang bị này rồi. Đi đường thì rất là ổn đến từ Morgan. Tình huống di chuyển xuống cánh dưới vừa rồi với pha dịch chuyển thì nó chưa thực sự là tốt với cái nhịp băng vào của Brion và khiến cho Brion gặp vấn đề ở trong cái tình huống giao tranh trước đó. Rồng 2 thuộc về DK và bắt đầu có được những cái tín hiệu quay trở lại sau một giai đoạn đi đường mà cảm giác rằng Brion vẫn đang làm khá là tốt ở trong những khu rừng ban đầu. Vâng đúng ạ, Brion vẫn đang làm tương đối là tốt và tính tới điểm hiện tại thực ra họ cũng đang không gặp quá nhiều vấn đề đâu. Họ vẫn đang xử lý được. Tới bây giờ chúng ta chưa được nhìn thấy một tình huống giao tranh nào đó nó thực sự là lớn thôi. Cái pha vừa rồi DK họ làm tốt hơn bằng việc chia cắt đội hình của bên phía Brion. Nhưng để xem liệu rằng khi mà Brion làm tốt thì câu chuyện sẽ là như thế nào. Một tình huống lao vào tới từ Umti, đúng hơn là tốc biến ma thuật xa. Nhưng Kana cũng phản xạ rất nhanh lui về được. Con sứ giả đã được bên phía DK họ thả ra ở khu vực đường giữa và với cái nhịp đẩy này thì liệu rằng có ăn được chuỗi không này, ít nhất là lấy được về một lượng máu rất là lớn đã. Nhưng mà bây giờ Brion họ đã có mặt để có thể phòng ngự. Ngay lập tức sẽ là vài những tình huống di chuyển phòng ngự mà thôi. Rất là may dành cho Brion khi họ đang sở hữu một con Jerry có giao điện static và cái tốc độ dọn dẹp lính nhanh đến từ hệ nào khiến cho cái pha vừa rồi chỉ là thêm máu trụ với pha thả sứ giả dành cho bên phía của D+Kia mà thôi. Vẫn chưa có bất cứ một trụ nào dành cho DK ở trong khoảng thời gian ban đầu nhưng họ đã chính thức vươn lên với lượng tiền chênh lệch so với đối phương rồi. Nếu như có được thêm một cái trụ nữa thì tôi tin rằng cái lượng tiền nó sẽ còn được tăng tiến mạnh hơn nữa dành cho DK ở trong những cái phút giây tiếp theo. Effort có tốc biến móc bỏ neo luôn. Wow. Hay là dùng nhanh như điện thoát đi, không dính choáng. Bible mất thêm cho mình phút tốc biến nữa và gọi luôn đài gì đến từ cây điện hất tung thành công. Effort mất tất cả mọi thứ và anh ta chuẩn bị lên bảng điểm số với nhiều đốt đến từ Bible nhưng pha phản công đến từ Amti, mạng dành cho Hena. Hena tốc biến bỏ chạy, pha phòng ngự có thể coi là thành công đến từ Brion khi họ đổi mạng hỗ trợ, lấy hỗ trợ của đối phương và quan trọng là cái mạng vừa rồi được nhường dành cho Hena nha. Hena mặc dù bắn không được nhiều cho lắm
khi mà anh ta không còn ai đứng ở phía trước để che chắn giúp cho mình nữa, nhưng đó vẫn là một lượng tài nguyên cực kỳ là tốt mà bên phía Beyond có thể lấy về được ở thời điểm hiện tại, giúp cho cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của Henna sẽ là nhỉnh hơn trong khoảng thời gian sắp tới, không còn gặp những cái sự thua thiệt khi mà tính về điểm hạ gục so với cả Dep bên phía bên kia nữa, khi Dep đang tương đối là xanh mặc dù farm thua nhưng 2-1-2 là KDA. Và bây giờ thì khi mà Henna anh ta cũng đang sẵn sàng để có thể chuẩn bị lên cho mình món đồ thứ hai rồi, thì bên phía bên kia Dep cũng đã có cái nguồn sức mạnh của cả hai xạ thủ bên phía cả đội tuyển vẫn đang là tương đối tốt, và lại một lần nữa câu hỏi được đặt ra rằng là xạ thủ bên phía đội tuyển nào được chơi game nhiều hơn mà thôi. Nếu mà tính về cái khả năng được chơi game thì tôi tin rằng là cả hai bên đều có những cái tiền đề để có thể được chơi ở trong những tình huống giao tranh. Dep thì là Ivern, là Senju, à chính xác hơn là Nautilus và Zac trong tay của Kana đứng ở phía trước, và thậm chí là cả Showmaker nữa. Nếu như có gì bất chắc thì sẽ là một tình huống chuyển dạng này, có chỉ thiên đẩy đối phương ra mà thôi. Còn ở bên phía bên kia thì cái khoảng trống tạo ra đến từ Heina cũng là tương đối nhiều, với dàn chắn phía trước là Raiden và Maokai, thêm vào đó nữa là một con Rell trong tay của Edward. Mặc dù là anh ta lấy bảng điểm số trong pha này nhưng Bible đầu tư một cú tốc biến và anh ta vào quá sâu. Tốc biến rất nhanh đến từ Heina với cú gồng tên xuyên phá với tên độc được nâng cấp đến từ vị trí của Dep. Và Heina sống sót ở một cái ngưỡng máu tương đối là an toàn, và anh ta có được mạng đầu tiên ở ván thi đấu này, đồng nghĩa với việc về nhà đủ tiền để hoàn thành xong cho mình đoạn Down Navi ở trang bị đầu tiên. Chính xác là trang bị thứ hai. Vâng, và chúng ta thấy rằng là những cái bụi mà Kenyon đặt ra vẫn đang cực kỳ là khó chịu nha. Tức là cái lượng tầm nhìn mà các thành viên bên phía của Beyond có để có thể giao tranh nó bị hạn chế đi khá khá khi mà các thành viên của DK họ cứ đứng ở trong những cái bụi như vậy. Và liên tiếp là những tình huống vừa lộ tầm nhìn xong đó lại mất đi, khiến cho các thành viên của Beyond họ không thể nào có thể dễ dàng chọn mục tiêu được, đang giúp cho DK có được những pha tạm thời là nhỉnh hơn một chút khi mà bước vào trong những pha giao tranh lớn. Nhưng quan trọng bây giờ là bài toán kiểm soát. Ở thời điểm hiện tại thì cả khu vực đường giữa và cả khu vực đường dưới đều đang vẫn còn nguyên cả bốn công trình tới từ cả hai đội tuyển. Thì quan trọng sẽ là những cái nhịp lính, quan trọng là những tình huống cấu máu Showmaker nó sẽ hữu hiệu như thế nào trước khi giao tranh nổ ra. Và bây giờ chiêu cuối của Umti được tung ra và đã có người che chắn rồi. Cú móc mỏ neo lao thẳng vào Umti bị dính thủy lôi tầm nhìn sát thương rồi và tương đối là nhiều. Showmaker chuyển dạng súng và ngay lập tức là Henna out giao tranh hoàn toàn luôn rồi. Con rồng này không có đi lạc đi đâu được hết. Bộ, chính xác hơn là ba cái cú cầu sớm đến từ vị trí của Showmaker đều trúng vào vị trí của Henna trong pha vừa rồi. Nó khiến cho cái ngưỡng máu của Henna quá thấp. Để xuyên phá cũng trúng liên tục đến từ Dep và Henna không thể đứng lại phòng ngự nữa khi máu của anh ta tụt không phanh. Và bây giờ sẽ là dòng nguyên tố thứ hai được kiểm soát, chính xác dòng 3 và ngưỡng dòng 2 dành cho bên phía Odysseus, và trước đó đã làm thêm một cái trụ nữa ở khu vực đứng giữa dành cho DK rồi. Sức ép với những tình huống tập trung lại là quá lớn đến từ bên phía Odysseus khi họ cứ đặt bụi của Ivern ra, cứ đứng trong bụi bắn tên xuyên phá ra, đứng trong bụi bắn cầu sớm ra. Quá khó khăn với những tình huống phòng ngự khi mà cái chất tướng Tristana hay Zeri không có được một tầm bắn quá ấn tượng ở khoảng thời gian hiện tại. Và ưu thế với những tình huống tập trung vẫn đang thuộc về DK, còn ở cánh dưới này là một pha phật thần cá sâu đến từ Kana để gây sức ép. Còn ở nửa trên quả đồ là dễ dắt hướng thành công, là móc vỏ neo thành công mọi thứ rồi, và vị trí của Ivern mất chiêu cuối nhưng Hắc tiếp tục quay trở lại trả đòn. Và Bible không thể tỉnh được dậy để sử dụng cho mình tốc biến rút lui, nhưng có một pha tên xuyên phá trước đó là mũi tên được găm trúng vào người của Karis. Một máu rất nhiều đến từ người chơi xạ thủ bên phía của Beyond, nhưng anh ta vẫn rút lui được với một cái cự ly tương đối là an toàn. Một mạng cộng thêm dành cho bên phía của Beyond, còn ở cánh dưới này vẫn là những cái sức ép đi đường rất khủng khiếp mà mọi người tạo ra với kèo đấu Raiden và Zac. Chúng ta đang thấy rằng là cái sự lựa chọn Varus của bên phía DK đang hợp lý như thế nào, bởi vì nếu như mà cộng với một Q của Dep cộng thêm cái cầu sớm của cổng tốc của Showmaker, chắc chắn rằng là Karis và Henna phải out giao tranh hoàn toàn luôn. Nhưng mà bây giờ từ khoan đã, bản đồ đang rất là tối ở phía sau Morgan. Người tới là Showmaker, đẩy Morgan về, Morgan tốc biến bỏ chạy vẫn đang bị dí theo, làm choáng không thành công, nhưng liên tiếp là những tình huống sát thương nhồi vào mà Showmaker là người có thể mà gục. 1-1 thì có thể Kana không lại, nhưng mà 2-1 thì khó dành cho Raiden trong tay của Morgan trong pha vừa rồi. Đấy, chúng ta cùng nhìn lại tình huống mà mặc dù Edward là mục tiêu nhưng sát thương rõ ràng là thiếu hụt đến từ bộ ba bên phía của Dipperskia khi không có Dep ở trong cái tình huống dùng sát thương đó. Sau đó Dep trả lại cho mình một cái sợi xích tội lỗi và cái tình huống tên xuyên phá với tên độc của anh ta lấy đi gần như trắng cây máu Karis luôn. Nhưng không có bất cứ một mạng trả ngơ trở lại nào dành cho bên phía của Dipperskia cả. Còn góc này là một góc vòng sao tốt đến từ Showmaker, anh ta có cú lôi phạt đẩy ra với tình huống cắt vào sắt. Không có bất cứ một cơ hội nào để giúp cho Morgan có thể đào thoát được trong một tình huống vây bắt đến từ bộ đôi bên phía của DK cả. Mạng dành cho vị trí của Kana thì phải, đúng không? Và điểm hạ gục thứ 6 đã có dành cho bên phía của Dipperskia. Chúng ta đã được thấy rằng là bên phía DK họ đang là người làm tốt hơn về điểm hạ gục. Họ cũng đã cân bằng được lại về lượng công trình rồi. Nhưng mà lượng kinh tế thì Beyond vẫn đang làm cực kỳ tuyệt vời nha. Ngay từ đầu trận
họ đã không bị để thua quá là nhiều rồi, cỡ chỉ có khoảng tầm từ 600 cho tới 800 bàn chênh lệch giữa cả đội tuyển thôi. Tất cả mọi thứ đều còn đang được đặt ở trên bàn cân, và DK họ chưa thể nào có thể xác định được rằng mình là người cửa trên ở thời điểm hiện tại, và vẫn sẽ cần phải đánh cẩn thận. Còn Beyond, tốc độ thăng tiến sức mạnh của hai xạ thủ của họ vẫn đang rất là tốt ở thời điểm hiện tại. Cả hai người đều đã có cho mình hai món đồ lớn rồi. Như vậy là cái mạng vừa rồi ở cánh dưới dành cho vị trí của Shopbaker, và anh ta có thêm một cái lượng kinh tế nhỏ nhỏ nữa để hướng lên cho mình sẽ là trang bị thứ ba với một cái thương phù hận. Với chất đứng dây của mình đẩy quyền lực thiên nhiên ra những góc, lực thiên nhiên vừa rồi chỉ là một pha để khép góc con Daisy của cây niền mà thôi, lấy đi được một chút những cái lượng kinh tế nhỏ nhỏ dành cho carry còn lại bên phía của Brion ở vị trí của Karis. Karis sẽ được cử ra đẩy lẻ ở khu vực đứng trên, trong khi đó thì Hena vẫn sẽ được chấn thủ ở khu vực đứng giữa, nhưng nên nhớ rằng không còn trụ giữa lưng nữa và Hena sẽ cần phải hết sức cẩn trọng trong những cái tình huống đẩy cao của mình. Hỗ trợ của anh ta là Effort nãy giờ bị tấn công rất là nhiều bởi bộ ba, thậm chí là bộ tứ bên phía của Diplosia. Và nếu như người được chọn là Hena thì sẽ rất khó dành cho xạ thủ bên phía của Bion ở trong những cái pha đào thoát như vậy. DK đối hình của họ vẫn sẽ cần phải có những cái tình huống tập trung, họ sẽ cần phải vin vào những tình huống trao đổi mục tiêu hay là có những cái tình huống tấn công thẳng mặt đối phương với những pha tạo bụi đến từ cây niền và tạo ra một cái góc cấu rỉa đến từ vị trí của Def hay là vị trí của Showmaker với tên xuyên phá và cầu sấm qua cầu gia tốc. Nãy giờ thì những cái tình huống quy của Def và Showmaker nó vẫn đang đạt được một cái độ hiệu quả khá là cao nhá, và chỉ cần họ giữ được cái yếu tố này thôi thì cây sẽ rất là dễ dàng trong những cái tình huống công thành của mình. Nãy giờ thì đang không có những cái tình huống một trúng một hụt tới từ Showmaker, mà nếu như mà đã trúng rồi thì là thường là trúng theo dây chuyền luôn, và các thành viên của Beyond họ sẽ phải mất tương đối nhiều máu trước thềm giao tranh. Và đó sẽ là một cái lợi thế nhỏ dành cho DK để họ có thể dễ dàng kiểm soát hơn. Hơn nữa rằng là cái nhịp đẩy của họ đang rất là tốt. Ở đường giữa thì tốc độ đẩy của một con Varus đao điện rất là nhanh, nó giúp cho Def thoải mái di chuyển. Ở đường dưới thì Kana cũng đã nhiều lần khiến cho Morgan phải đứng sát vào vị trí trụ 2 rồi. Cái đường di chuyển ở rồng sẽ dễ hơn. Nhưng mà bây giờ ở thời điểm hiện tại này, Brion họ sẽ phải đòi lại cái thế trận của mình. Họ sẽ không được phép để mất cả hai khu vực đường này nữa, mà họ phải ít nhất giành về một quyền chủ động ở một khu vực đường nào đó. Có thể sẽ là ở Morgan, có thể sẽ là ở khu vực đường giữa của Hena. Và với sự xuất hiện của Karis, tôi nghĩ rằng là Brion họ sẽ lấy về đường giữa. Bắt đầu đến cái ngưỡng sức mạnh đến từ hai xạ thủ của Brion rồi nha, Hena và Karis như anh em song sinh vậy. Khác biệt một chút ở đôi giày đến từ Karis và Hena mà thôi, còn lại thì vẫn sẽ là đoạn đao Navori là giao điện static, và thêm vào đó nữa sẽ là huyết kiếm ở trang bị thứ ba dành cho hai carry chủ lực bên phía của Brion, và họ sẵn sàng với tình huống giao tranh dòng ở 3 giây nữa khi muốn tấn công vào Kana. Cắm mắt nhảy về tương đối là đơn giản dành cho đường trên bên phía của Diplosia mà thôi. Brion sẽ có được một cái pha tổ chức chủ động hơn ở khu vực này, để xem là bên phía của DK vào Baron chính xác là vào dòng như thế nào đây. Ở thời điểm hiện tại thì Kana đang là người đứng xa nhất khu vực hang rồng. Effort sẽ là người che chắn không cho Kana di chuyển vào. Bụi được đặt ra rất là khó chịu, tầm nhìn của Beyond đang bị hạn chế đi rất là nhiều. Cầu sấm tung ra ulti phải che, mũi tên xuyên phá thì không che nổi, vẫn dính vào người Hena. Effort đang bị tấn công. Kana làm cho Effort nhảy lên bên phía bên này, từ bên phía Beyond họ chọn mục tiêu chính là Kana. Kana vẫn lùi về được. Ở bên phía bên trong, Bible đang che chắn cực kỳ tuyệt vời. Effort cùng với các thành viên bên phía của Beyond họ đang cố gắng nhường thứ với người Kana, nhưng Kana chống chịu quá tốt. Ulti là người nằm lại khi Def tốc biến sang bắn, và Def đang bắn hết tất cả thứ trước mặt. Hena bị out ra danh hoàn toàn rồi. Def tốc biến bỏ chạy, vẫn bị la vào, nhưng không có khoảng trống dành cho Morgan. Karis cũng không được bắn, Hena cũng không được chơi game. Canyon đang muốn lao tới, ở phía đằng sau này là Showmaker cũng là Bible. Mọc mỏ neo chính xác, Hena dùng thanh tẩy, nhưng sát thương là quá nhiều. Chỉ còn lại Karis mà thôi. Karis quá đơn độc và Karis nằm lại double kill dành cho Def. Và coi như là dấu chấm hết ở hang rồng dành cho Brion rồi. Bốn mạng hạ gục dành cho bên phía của Diplosia, họ bỏ lại mạng của Kana nhưng có được 4 điểm hạ gục vào con dòng nguyên tố thứ ba của ván đấu này. Với tình huống giao tranh và rõ ràng là Brion họ không có quá nhiều cơ sở. Morgan không có một cái góc vòng sau tốt. Karis và Hena cũng không có được một cái vị trí đẹp để có thể xả sát thương vào. Thậm chí là Karis anh ta còn phải sử dụng cả một cái cú dẫm nhảy tên lửa vào tuyến sau và đội hình bên phía của Diplosia. Đây chúng ta cùng nhìn lại tình huống này. Kana càng rất tốt trong pha này khi anh ta liên tục vận cho mình cú phản công và khiến cho cái tuyến đầu bên phía của Brion bị chia cắt. Anti thì không đủ lượng chống chịu sau khi anh ta dùng quyền lực thiên nhiên để khép góc thành viên bên phía của Diplosia, thì là cầu sấm, là tên xuyên phá, là những cái mũi tên của Death được bị găm vào người. Và đây, thậm chí là Karis với Tristana còn phải dùng dẫm nhảy tên lửa để có thể cố gắng tạo ra góc bắn dành cho Hena. Như vậy là không đủ, mất đi dàn chắn. Brion tán vỡ rất nhanh với liên tục là những cú cầu sớm, liên tục là dễ rắc rối để tạo ra những khoảng trống dành cho Def, dành cho Showmaker.
liên tiếp là những tình huống chó chính xác tới từ người chơi đi rừng của cây chính là Canyon. Còn chúng ta thấy rằng là cái pha ra thanh vừa rồi, chúng ta được nhìn thấy rằng là cái nguồn sát thương của con dê bị hạn chế như nào. Nhưng bây giờ Summoner bị bắt lại khu vực bờ sông, Summoner vẫn đang về được, bị đấm về. Summoner bấm đồng hồ để câu giờ nhưng dép rất khó để có thể bảo kê mạng sắp đao dành cho Henna. Sau đó là dịch chuyển xuống tới Kana. Kana đang tương đối đơn độc nhưng bây giờ một tình huống mà Karis nhảy sang chơi thẳng mặt với cả Kana luôn. Kana vẫn sẽ có thể lui về được bởi vì Kana khỏe hơn so với Karis. Thậm chí Kana nhảy ngược trở lại đánh Karis luôn. Karis bục vào dùng chiêu cuối để có thể đẩy Kana ra. Effort dùng hắc kỹ thuật không qua bờ tường vẫn còn tốc đến ma thuật, nhưng đây là một tình huống Beyond. Họ đang hơn người, họ đang hơn đường giữa, họ đang muốn triển khai vào con Baron này hay chăng đây. Morgan vòng ra được tuyến sau, thần cá sấu không còn nữa rồi nhưng có đang đầy cây nộ và Beyond họ đang bắt đầu triển khai tấn công. Dep sẽ là mục tiêu tấn công. Dep dùng thay thế rất là nhanh, Morgan vẫn đang cố gắng bơi. Morgan bơi không nổi, Dep được bảo kê cực kỳ tốt, Effort không vào được, Henna không bắn được, Karis cũng không bắn nổi. Morgan quá thấp máu, Morgan đã phải nằm lại rồi. Effort sẽ là người đi theo, bị chặn lại và Kana vòng ra phía sau ép không cho Henna và Karis chơi game. Và hai xạ thủ của Beyond im hơi lặng tiếng suốt từ nãy đến giờ rồi. Rất khó để có thể có một cái góc bắn tốt đến từ Karis và Henna. Mặc dù là thiếu người đến từ deep midfield Diplosia, nhưng mà Canyon thì anh ta có đầy gì và tạo ra gọi là 4.5 đi. Một tình huống 4.5 người đánh với 5 người đến từ bên phía của Beyond, nhưng bên phía Diplosia vẫn thắng bởi vì người vào trước cùng hàng Baron là bên phía của Beyond và họ bị cấu xỉa quá đau bởi những tình huống tên xuyên phá của Dep. Đấy, chúng ta cùng nhìn lại pha này. Shoemaker bị bắt lại, anh ta dính chồi non, anh ta bị đẩy về, anh ta dùng tốc biến nhưng vẫn dính cho mình cú lực thiên nhiên và phải tốn thêm một cái đồng hồ nữa. Những cái đồng hồ này không giúp cho cái tính mạng của Shoemaker có thể tồn tại được quá lâu. Anh ta cũng nằm xuống ngay lập tức ở sau tình huống sau đó. Cú dập nhảy tên lửa đến từ Karis để tạo ra một cái tình huống hủ báo chơi chủ động dành cho đường giữa bên phía của Beyond. Nhưng đây, anti thấp máu rồi tên xuyên phá vào liên tục, Daisy cứ đứng khép góc thôi và Karis cũng như Henna không đủ sát thương. Morgan thì không có thần cá sấu để bơi, còn Daisy thì làm tốt nhiệm vụ của nó với những lần hất tung liên tục tạo ra một cái khoảng trống mênh mông để giúp cho Dep có thể thoải mái xả sát thương. Dep bắn từ đầu đến cuối để anh ta có được những cái điểm hạ gục, anh ta có được một lượng sát thương duy trì tốt với trận tướng Varus của mình. Huống 3 điểm hạ gục dành cho bên phía của Diplosia, còn đây sẽ là tình huống vòng sau bắt vào Bible đến từ bên phía của Beyond. Họ dồn mọi thứ vào hỗ trợ bên phía Diplosia nhưng Bible có đồng hồ và Daisy lại đâm mất tung hai người lên. Quá khó chịu đến từ con Daisy của Canyon. Và DK không bắt ai cả với tình huống quay bắt vừa rồi của Beyond. Rất nhiều hiệu ứng hất tung tới từ thành viên của phía DK, nào là từ Daisy rồi cả cái thủy đôi tầm nhiệt nữa. Rất là dễ để có thể outplay được những pha lao vào của Effort, những pha nhảy vào của Karis. Và DK họ vẫn đang vận hành cực kỳ là tuyệt vời với cái đội hình này của mình. Baron đã có 30 giây đầu tiên là 2.300 vàng Baron Power Play. Và họ đang muốn cố gắng lấy thêm những công trình nữa bằng việc đẩy 4 người lên khu vực đường trên và để cho một mình Kana đẩy ở khu vực đường giữa. Liệu rằng có giao tranh nổ ra không? Đây, Morgan đang đứng lên rất là cao nhưng mà Kana không còn máu nữa rồi. Và rồi đó là Effort trắng cây máu chỉ sau có 2 chiêu thức tới từ Dep và Showmaker mà thôi. Nguồn sát thương của DK họ đã đạt ngưỡng rồi. Một cú cầu sớm qua cầu gia tốc, Showmaker lấy nhẹ nhàng 50% máu của vị trí Karis và sau đó là tặng thêm một cái tên xuyên phá nữa ở vị trí của Dep. Hai mũi nhọn của DK ở trong ván đấu này với đội hình cấu rỉa tầm xa hoạt động quá hiệu quả, cứ tạo bụi ra và bắn quy liên tục ở tầm xa như vậy. Beyond không thể thở được. Hai carry bên phía của Beyond thì không có góc để bắn bởi vì cái dàn tuyến đầu, cái dàn chống chịu của họ không đủ cái lượng hiệu ứng và cái độ tanh cơ để có thể chịu lại được trước cái sức sát thương đây. Cú cầu sớm vào, tên xuyên pháo vào, hết máu, sao chơi? Tầm này thì sẽ hơi khó dành cho bên phía của Beyond. Mặc dù rằng là hai xạ thủ của họ có đồ thật đấy, nhưng mà đó, như các bạn vừa nghe anh Hoàng chia sẻ, không có bất cứ một cái khoảng trống nào cả. Bởi vì khi mà Umti hay là Morgan lao vào thì cái khoảng thời gian mà họ câu được là rất là thấp. Nó chỉ cỡ khoảng tầm có đôi ba giây thôi, như vậy là không thể nào mà đủ được với cái nguồn sát thương đơn mục tiêu. Cái nguồn sát thương dồn tới từ DK là cực kỳ là khủng khiếp. Họ sẽ không thể nào câu đủ giờ để đánh theo dạng DPS được nữa. Và bây giờ khi mà cái lượng chênh lệch nó đang chuẩn bị chạm ngưỡng là khoảng tầm 7.000-8.000 vàng rồi, thì Beyond họ đang gặp tương đối nhiều trục trặc và họ sẽ buộc phải cố gắng tranh chấp con rồng này, con rồng cuối cùng để nuôi lại hy vọng của họ. Nhưng làm thế nào để tranh chấp đây? Tạo bụi ra, tên xuyên phá rồi cầu sấm qua cầu gia tốc chúng liên tục nãy giờ ở vị trí của Showmaker và Dep. Thế nào mà sắp hết giáp ảo rồi, đã sẽ bị cầu máu thêm một nhịp nữa ở vị trí của Showmaker và vị trí của Dep mà thôi. Daisy bị hạ gục. Beyond hiểu ra vấn đề là họ phải hạ gục con Daisy trước, nếu như không thì họ sẽ bị hất tung lên liên tục và ăn cầu sớm cũng như ăn tên xuyên phá thì họ sẽ rất khó để có thể được chơi game. Effort đang có một góc vòng sau nhưng anh ta ngay lập tức bị ngăn cản ở vị trí của Showmaker. Showmaker tìm kiếm hỗ trợ của đối phương, lúc thứ đó tập nhận được thầy vào ở vị trí của Bible. Bên này nhấn đồng hồ ở vị trí của Kana một cách khá là khó hiểu à. Anh ta nhảy thẳng vào,
đã quyết định bật luôn cho mình tình huống phản công, làm choáng thành công mọi thứ, dồn vào Anti. Và Anti nằm xuống, Morgan đi theo, hết chống chịu rồi, làm sao hai xạ thủ của Brion được chơi game đây. Edford nằm xuống là người thứ ba nằm lại trong phần đội hình bên phía của Brion để có được con rồng nguyên tố với linh hồn rồng đất dành cho bên phía đi plus Kia. Và Kana nhảy thẳng vào, gõ thẳng vào mặt của Hena, tiếp tục cắm mặt nhảy vào linh mặt, đó là tên xuyên phá tầm sát dư điểm ở vị trí của Dev với tình huống tốc biến hạ gục người chơi xạ thủ đối phương. Còn xạ thủ còn lại đến từ Karis, làm thế nào để anh ta lùi về đây? Anh ta đứng sát thường tốc biến bỏ chạy, đang chờ đợi cú cầu sớm, và cú cầu sớm qua cầu gia tốc đến từ Showmaker không đủ tầm rồi, không sao hết, vẫn sẽ làm tình huống kết thúc ván đấu đến từ bên phía của D+Kia với cú quét 4 người vừa rồi của họ mà thôi. Hai xạ thủ của Brion gần như không tham gia vào bất cứ một pha giao tranh nào nãy giờ từ bạn, tôi không có ý gì cả, nhưng mà sự thật là như thế. Họ gần như không chơi game, họ gần như không bắn, và tất cả những gì Brion làm được đó chính là cái rằng chắn tuyến trước của họ bơi được vào và câu được một chút thời gian rất là ít ỏi, và sau đó nằm lại trước những họng súng của DK. D+Kia giành được một thắng lợi lần này thì trông có vẻ như không phải là quá dễ dàng cho lắm, nhưng chiến thắng là điều cực kỳ quan trọng, và xin chúc mừng D+Kia đã đạt được tỷ lệ vào playoff là 100%, bất kể là họ giành bất cứ một cái kết quả như nào cho những tuần tiếp theo. DK là đội thứ ba chắc chắn có được cho mình xuất vào giai đoạn playoff của LCK mùa hè năm 2023 với một chiến thắng tương đối là nhọc nhằn. Một quà kỷ niệm mà cũng không mấy vui vẻ dành cho Showmaker, nhưng mà chưa thấy nụ cười của anh ta quay trở lại sau ván đấu đầu tiên mà bên phía của D+Kia bị hủy diệt bởi Brion. Nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng. DK có một điểm số quan trọng, và quan trọng hơn hết, họ đã đạt được mục tiêu ở trong giai đoạn vòng bảng, đó là tham dự vào giai đoạn playoff sắp tới.